Hôm nay thì em sẽ tập trung vào một cái bộ kỹ năng đối với em là quan trọng nhất. Mọi người á, khi mà em làm việc với rất nhiều những cái anh chị kinh doanh, những cái nhà sáng lập, những founder, business owner hay là những cái bạn nhà sáng tạo nội dung nói chung đó nha, thì em phát hiện một điều là đại đa số mọi người hay nghĩ rằng nha, mọi người hay nghĩ rằng thôi, đó là làm nội dung á, là phải làm kiểu video hay là phải làm kiểu podcast hay là phải có một cái gì đó trông có vẻ đẳng cấp rất gì và này nọ thì cái nội dung của mình nó mới hay, hay là cái nội dung của mình nó mới thu hút được người khác rồi mới có thể tạo được cái kết quả này nọ cái thứ. Tuy nhiên đối với em nha, đối với em nền tảng của tất cả mọi cái loại nội dung mà các anh chị có thể thấy, dù là các anh chị có lên trên TikTok các anh chị xem một cái video ngắn, các anh chị lên trên YouTube các anh chị xem một cái video dài, các anh chị lên trên Instagram các anh chị xem những cái ảnh cuộn, xem những cái hình ảnh này các thứ, thì nền tảng của tất cả những cái nội dung đó nó đều đến từ cái kỹ năng viết của các anh chị. Viết là nền tảng của tất cả mọi thứ. Các anh chị hoàn toàn có thể từ cái kỹ năng viết để có thể sáng tạo những cái nội dung khác nhau, bởi vì á, YouTube nó vẫn là một cái nội dung video dài, và trước khi có một cái video dài đó các anh chị phải có kịch bản, trước khi có một cái video ngắn các anh chị vẫn phải có kịch bản, trước khi mà các anh chị làm một cái dạng ảnh cuộn hay là bất kỳ một cái dạng nội dung hình ảnh nào các anh chị vẫn phải có nội dung bài viết, và nội dung viết nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả kinh doanh của các anh chị nữa. Bởi vì khi mà các anh chị muốn giới thiệu bất kỳ một cái sản phẩm, cơ hội kinh doanh nào thì các anh chị cũng phải viết một cái câu tiêu đề thật hay, các anh chị cũng phải viết những cái luận điểm, những cái quan điểm một cách thuyết phục của các anh chị, các anh chị vẫn phải viết những cái nội dung cho cái proposal, cho cái trang trình bày của mình, các anh chị vẫn phải viết nội dung cho cái slide để mình trao cơ hội kinh doanh cho người khác, các anh chị vẫn làm hết tất cả mọi thứ bằng một điều duy nhất là kỹ năng viết của các anh chị. Và chính kỹ năng viết nó có thể giúp cho các anh chị thể thống hóa lại những cái điều mà các anh chị đã học được. Bởi vì khi mà ví dụ như các anh chị đi học đi, các anh chị đi vào trong phòng huấn luyện của Amway, các anh chị học những cái khóa về dinh dưỡng, những khóa về sức khỏe, những khóa về làm đẹp hay là những khóa về kỹ năng xã hội, các anh chị vẫn phải có một cái cuốn sổ tay hoặc là các anh chị phải có một cái laptop, một cái điện thoại, các anh chị ghi lại những điều mà các anh chị đã học được, các anh chị trình bày lại những điều mà các anh chị đã học được, thậm chí là các anh chị dùng kỹ năng viết để chia sẻ lại những điều mà các anh chị đã học được cho người khác, cho bạn bè của mình, thậm chí là cho những cái khán giả của mình ở trên các nền tảng mạng xã hội, đúng không các anh chị? Cho nên nếu như mà các anh chị viết tốt, các anh chị sẽ có một cái tư duy mạch lạc hơn. Nếu như mà các anh chị viết tốt, các anh chị sẽ biết cách truyền tải những cái giá trị bên trong của mình ra trên mạng xã hội một cách hợp lý hơn và có khả năng tạo ra cái hiệu quả kinh doanh nhiều hơn. Và nếu như các anh chị viết tốt, thậm chí nó còn có một cái công năng giúp cho các anh chị có một cái tinh thần minh mẫn hơn. Nó giống như việc là chính bản thân em hay là những cái doanh nhân sáng tạo nội dung trong cái cộng đồng của em, nhưng em có một cái cộng đồng riêng, thì những bạn kết nối cùng với em, đồng hành cùng với em, mọi người đều dùng cái khả năng viết để thực hành nó mỗi ngày. Mọi người viết mỗi ngày, mọi người chia sẻ câu chuyện mỗi ngày, thậm chí mọi người viết nhật ký, mọi người viết tất cả những cái điều mà mọi người học được cho bản thân mình mỗi ngày. Và khi kỹ năng viết nó được thực hành mỗi ngày thì mình sẽ có một cái tinh thần, một cái hiệu suất kinh doanh nó tốt hơn rất nhiều so với việc là mình không viết. Đó là điều mà đối với em là rất quan trọng. Cho nên là em rất là tâm đắc cái bộ kỹ năng này. Và em cũng hy vọng rằng ít nhất là đối với các anh chị nào mà các anh chị đang bắt đầu cái hành trình kinh doanh Amway, các anh chị có thể không làm video, no problem, chẳng sao cả. Các anh chị có thể không làm quá nhiều những cái hình ảnh, no problem, chẳng sao cả. Tất nhiên nếu làm thì tốt, làm video thêm thì tốt, làm hình ảnh thêm thì tốt. Nhưng các anh chị nhất thiết phải viết được. Tại vì viết là công cụ giao tiếp đơn giản nhất mà các anh chị có thể bắt đầu. Làm một cái video các anh chị cần phải học nhiều, làm một cái hình ảnh đẹp xuất sắc kể được câu chuyện các anh chị cần phải học nhiều, mình phải cần một cái thời gian rèn luyện liên tục. Nhưng viết là thứ đơn giản nhất để các anh chị bắt đầu, và nếu như không viết tốt thì làm hình ảnh hay làm video nó cũng sẽ không tốt. Đó là chuyện mà các anh chị nên cân nhắc cho bản thân mình trên hành trình của mình, và đó là quan điểm của em trong cái việc phát triển những cái nội dung về thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Rồi, ok, bây giờ em sẽ bắt đầu nội dung của mình, nhưng mà trước khi mà em bắt đầu nữa thì em cũng muốn hỏi các anh chị là các anh chị ở đây có hay viết thường xuyên không? Viết ở đây là viết lên trên mạng xã hội, viết lên trên Facebook hoặc là viết những cái nhật ký cho bản thân, viết những cái tài liệu cho bản thân. Nếu mà các anh chị có thì các anh chị có thể cho em một chữ có, còn nếu không thì cho em một chữ không nha. Em khảo sát các anh chị tí xíu. Ok, em cũng thấy rất nhiều các anh chị hay viết và rất nhiều các anh chị cũng ít viết hoặc là không viết hoặc là chỉ trích dẫn từ sách chứ không viết. Ok, em cảm ơn các anh chị rất là nhiều.
Trước khi em đi sâu vào trong cái nội dung giảng viết đó, thì em có một lời khuyên thật lòng nha. Với các anh chị nào mà mình ít viết hoặc là mình không viết thì mình nên có một cái sự cân nhắc cho cái việc là mình sẽ rèn luyện cái thói quen để mà viết nhiều hơn. Cơ bản nha, hầu hết những người hay viết, đặc biệt là ở trên các nền tảng mạng xã hội, và nếu như các anh chị có một cái sự quan tâm đến việc phát triển một cái thương hiệu cá nhân, tạo ra được cái hiệu quả kinh doanh trên mạng xã hội, thì viết mỗi ngày và cái thói quen viết của mình đó là nền tảng để tạo ra cái kết quả đầu cuối, là nền tảng để tạo ra kết quả đầu cuối. Giống như lúc nãy em nói, bản thân một cái nội dung video nó cũng đến từ việc viết, bởi vì nó là những cái trải nghiệm của các anh chị, nó là từ mà các anh chị đã viết ra, đã xem lại cái góc nhìn của mình và truyền tải nó thành video, và kể cả việc viết nó cũng sẽ giúp cho tinh thần các anh chị minh mẫn hơn rất là nhiều. Đây là một cái niềm cảm hứng quan trọng mà em nghĩ là các anh chị nên có một cái kỹ năng, sorry, chưa cần đến kỹ năng, có một cái thói quen trước đã, có một cái thói quen cho việc viết. Tại vì cái não của mình á, khi mà mình suy nghĩ á, nó hay tưởng tượng nhiều lắm, nó không có hệ thống hóa, nó không có được minh mẫn, nó không có được bình tĩnh để mà nó quan sát một cái kiến thức, một cái chi kiến hoặc là một cái trải nghiệm. Não của mình rất là mông lung, cho nên là cái việc viết nó sẽ giúp cho cái trí tuệ của mình nó mạch lạc lại, nó bình tĩnh lại, và mình sẽ có cái cơ hội mình suy nghĩ bằng mắt và bằng cảm xúc, chứ không còn suy nghĩ bằng những cái sự mông lung ở trong cái bộ não của mình nữa. Và khi biết nhiều thì cái sự mạch lạc càng lên cao, cái sự mạch lạc nó càng lên cao thì mình nói càng tốt, mình thuyết phục càng tốt, và mình dễ dàng tạo ra cái hiệu quả kinh doanh tốt hơn bao giờ hết. Đó là trải nghiệm của em nha, đó là trải nghiệm của em, là quan điểm cá nhân của em, không biết là các anh chị có đồng ý hay không, nhưng quan điểm cá nhân của em là như vậy. Hy vọng truyền được một chút cảm hứng cho các anh chị có thể luyện được cái kỹ năng này, bởi vì em cũng đang viết mỗi ngày rồi. Giống như nói trước hết, viết nó là nền tảng của tất cả mọi loại nội dung, và viết đã tồn tại cả ngàn năm rồi các anh chị. Chuyện mà mình giao tiếp, mình có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, đúng không các anh chị? Mình có thể nói chuyện với nhau, mình có thể thuyết phục nhau làm cái điều gì đó, mình có thể bán hàng cho nhau bằng ngôn ngữ, đúng không các anh chị? Và thông thường là tụi mình hay nói nhiều hơn. Ngày xưa thì mình có thể là word of mouth, mình truyền miệng, nhưng viết nó lại là một cái công cụ giao tiếp bằng con chữ, và nó có thể lưu trữ lại được theo thời gian, đúng không các anh chị? Và đôi khi nha, có những cái nội dung viết nó trở thành một cái người bán hàng bền vững luôn các anh chị. Bởi vì em từng biết và thậm chí em đã từng làm những cái nội dung viết mà em cứ để nội dung đó ở trên Facebook của em, hoặc là em để nội dung đó trên một số cái nền tảng khác, một cái nội dung bài viết rất là dài, và cái nội dung bài viết đó có nhiều người người ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Cứ mỗi lần có một người mới họ theo dõi em, họ quan sát em, họ có thể đọc lại cái bài viết đó, mà mỗi khi họ đọc cái bài viết đó em đều kêu gọi họ sử dụng hoặc là tham gia hoặc là mua một cái sản phẩm dịch vụ hoặc là một cái cơ hội nào đó từ phía của em, thì cái nội dung viết đó, cái trang bài viết đó của em nó trở thành một người bán hàng tự động mà không cần phải trả lương, hoạt động 24 trên 24 không nghỉ. Bởi vì viết nó có tính lưu trữ và viết nó cực kỳ dễ để mình có thể làm, và thậm chí viết nó là công cụ giao tiếp để có thể thuyết phục được người khác làm một cái hành động gì đó. Hành động này có thể là hành động mua hàng, hành động này có thể là hành động kết nối với các anh chị để nhận một cái sự tư vấn, nhận một cái cơ hội kinh doanh, và rất nhiều hành động khác nữa. Và viết nó là nền tảng tất cả các thể loại nội dung mà xu hướng nhất ở trên mạng xã hội. Em dùng từ lại nha, viết là nền tảng của những loại nội dung xu hướng nhất ở trên mạng xã hội. Còn lý do tại sao em gọi là xu hướng nhất ở trên mạng xã hội, thì ở cuối cái buổi trình bày này em sẽ cho các anh chị thấy là những cái nội dung đang viral nhiều, những cái nội dung đang có chất lượng cao, thường thường nó đến từ việc viết như thế nào, và làm sao để cho các anh chị có thể chuyển những cái con chữ của mình trở thành một cái nội dung xu hướng trên tất cả mọi nền tảng mạng xã hội trong giai đoạn hiện tại luôn. Thì đó là mục đích của em trong cái buổi chia sẻ và trình bày ngày hôm nay. Hy vọng là nó sẽ hữu ích nhiều cho các anh chị. Rồi, giống như lúc nãy em nói, anh chị sẽ không thể làm những nội dung khác nếu như nội dung viết của các anh chị chưa thuần thục, đúng không các anh chị? Các anh chị làm một cái video mà nếu như mà các anh chị chưa viết tốt, video của anh chị nó sẽ lủng củng và nó không có tính mạch lạc, thiếu chiều sâu. Các anh chị muốn làm một cái hình ảnh, một cái nội dung mà nó có tính hệ thống hoặc là nó có tính thuyết phục được người khác, nó đều bắt đầu từ việc viết. Thì em sẽ đi thêm một câu chuyện nữa, đó là nãy giờ em nói rất nhiều về việc viết, nói rất nhiều về những con chữ, và cũng có rất nhiều các anh chị chia sẻ với em rằng là các anh chị không thường hay viết lắm, hoặc là các anh chị không viết luôn. Có thể đó là một cái giới hạn, một cái niềm tin giới hạn các anh chị. Niềm tin giới hạn là hồi nhỏ mình không giỏi văn lắm, hồi nhỏ mình viết không hay,
Hồi nhỏ mình làm tập làm văn được có dưới 5 điểm thôi, cô giáo chấm điểm văn là hơi tệ, chữ thì xấu, viết thì cô giáo lúc nào cũng chấm điểm hết trơn, mình không phải là dân chuyên văn cho nên là có thể là mình viết không hay đâu, mình viết không có tốt đâu. Có các anh chị nào cứ cảm giác như là mình viết không tốt hoặc là do mình không giỏi văn cho nên là không dám viết không? Nếu mà có các anh chị say yes giúp em, hoặc nếu mà không các anh chị say no. Cà phê ngon quá, đúng là cà phê tao. Ok, rất nhiều các anh chị nghĩ rằng là khi mà các anh chị không phải là dân chuyên văn, các anh chị không phải là một người viết hay, không giỏi văn lắm, cho nên rất sợ viết, sợ mình viết nó không hay. Thì thật ra em nói thẳng với các anh chị một cái điều như thế này là bản thân cái việc viết áp dụng vào trong thực tế và áp dụng vào trong câu chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân đó, với cái việc mà các anh chị làm tập làm văn ngày xưa, nó là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau các anh chị. Đó là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau, và để một cái nội dung dạng viết mà nó thật sự lôi cuốn người khác, nó thật sự tạo ra cái kết quả cho các anh chị. Kết quả ở đây là các anh chị có nhiều người có thể nhận biết được cái giá trị các anh chị thông qua bài viết mà chị đã tạo ra, có nhiều người muốn kết nối với các anh chị thông qua bài viết mà các anh chị tạo ra, có nhiều người muốn mua hoặc là muốn tham gia vào trong cái cơ hội, những cái giải pháp của các anh chị thông qua cái bài viết mà các anh chị tạo ra. Những cái kết quả đó để làm được nó không phụ thuộc vào việc là các anh chị có viết những cái câu hoa mỹ, có nhiều cái ngôn từ hoa mỹ, có biết những cái ngữ pháp, những cách hành văn ngôn từ ẩn dụ rồi hoán dụ rồi so sánh nhân hóa các thứ, nó không liên quan đến bất kỳ chuyện đó các anh chị, nó chỉ liên quan đến hai thứ thôi, đó là cái nội dung dạng viết của các anh chị nó có khả năng giải quyết được cái vấn đề nào đó cho người khác hay không, và cái thứ hai là nó có tính chân thực hay là không, nó chỉ phụ thuộc vào hai điều đó thôi các anh chị, không liên quan quá nhiều đến những ngôn từ hoa mỹ, không liên quan quá nhiều đến những cái cách hành văn hay là những cái mà ẩn dụ so sánh ngữ pháp này nọ các thứ, bỏ qua tất cả những chuyện đó. Và nếu như mà các anh chị nghĩ rằng là mình phải có một cái ngôn từ đẳng cấp hay là rất gì và này nọ thì mình mới viết tốt được á, thì đó là các anh chị đang có một cái niềm tin giới hạn, các anh chị đã có một cái niềm tin giới hạn ở trong cái tâm trí của mình rằng là những cái đó nó sẽ không thể làm được. Các anh chị có nhiều cái nỗi sợ hãi, và khi mà các anh chị bám vào những điều, những nỗi sợ hãi đó, các anh chị sẽ không thật sự viết được cái nội dung hay mà tạo được cái hiệu quả. Và như anh nói, bẻ lại cái niềm tin của mình, một cái nội dung viết mà có thể tạo ra cái hiệu quả kinh doanh không liên quan đến cái ngôn từ hoa mỹ của các anh chị, nó liên quan đến năng lực giải quyết vấn đề trong cái nội dung viết đó và sự chân thật từ cái con người, từ cái giá trị bên trong các anh chị. Các anh chị là chính mình và các anh chị có cái một cái sự học đủ nhiều, các anh chị liên tục đọc sách, liên tục nghiên cứu, liên tục học tập, liên tục trao đổi giao tiếp với những cái người họ có những cái năng lực, có những cái kiến thức mà các anh chị cần, và các anh chị thực hành đủ nhiều thì cái nội dung viết của các anh chị với một cái mục đích là giúp người khác giải quyết được vấn đề gì đó quan trọng nha, quan trọng nha, chỗ này nè, mục đích đúng, các anh chị có một cái mục đích đúng khi mà viết, mục đích là các anh chị muốn giải quyết vấn đề gì đó cho một nhóm đối tượng, một cái mục đích rõ ràng như vậy thì cái nội dung của anh chị nếu như nó đạt được cái mục đích là giải quyết được vấn đề cho người khác thì đó là một cái nội dung viết thật sự hiệu quả nha các anh chị. Và nếu như nó còn được thêm vào trong đó cái tính chân thật, cái cảm xúc, cái trạng thái lúc mà các anh chị viết, cái khao khát muốn giúp đỡ người khác của các anh chị nó được gieo vào trong cái nội dung viết của các anh chị á, thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả cực kỳ tốt cho cái nội dung giảng viết của các anh chị. Và nhắc lại cái gì quan trọng, nhắc lại nhiều lần, đó là hiệu quả của một cái nội dung bài viết của các anh chị không liên quan đến những ngôn từ hoa mỹ, không liên quan đến ngữ pháp tiếng Việt, nó liên quan đến sự chân thật và khả năng giải quyết vấn đề nha các anh chị. Điều đó là điều quan trọng nhất, cởi bỏ cái niềm tin giới hạn của mình ra thì các anh chị mới có được những bài viết thật sự xuất sắc, chứ không phải là bám theo những cái ngôn từ hoa mỹ và nghĩ rằng là ngôn từ mình, ngữ pháp của mình, cách hành văn của mình nó phải đẳng cấp hay là cái kiểu gì đó thì mới tạo được những cái nội dung chất lượng, thì điều đó nó không đúng nha các anh chị. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có cái công thức nào để viết nội dung hay là không, có cái công thức nào hay không, có phải là khi mà các anh chị nghĩ đến việc viết các anh chị hay nghĩ đến những cái công thức, các anh chị nào mà hay nghĩ đến những cái công thức viết hay là công thức viết nội dung ra chuyển đổi, công thức viết nội dung tạo ra hiệu quả kinh doanh, các chị quan tâm đến công thức đó, thì các anh chị có thể cho em một chữ yes hoặc một chữ no, rất nhiều chữ yes và đâu đó vẫn có những chữ no. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều.
Câu trả lời của em là ok, nếu như mà có ai nói với các anh chị là hey, tôi có một cái công thức giúp bạn viết nội dung ra được chuyển đổi, chỉ cần bạn tuân theo cái công thức này đó nha, là nội dung của bạn có thể bán được hàng. Đây, công thức một là bước một bạn làm như này, bước hai bạn làm như này, bước ba bạn làm như này, viết từng câu từng chữ giống y chang vậy nè, là các bạn có thể làm được cái nội dung nó ra được cái chuyển đổi. Đây là công thức. Thì câu trả lời của em cho cái việc viết là nếu như mà ai đó nói với các anh chị là có công thức thì vui lắm, các anh chị có thể bật tay mình lại và đi đến một chỗ khác. Tại vì quan điểm cá nhân của em nha, quan điểm cá nhân của em sau khi em thực hành viết nội dung liên tục nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, em cũng tạo ra những cái kết quả chuyển đổi về mặt doanh số, về mặt thu nhập bản thân em bằng cái việc viết. À, thu nhập của em thì không không phải là quá cao so với các anh chị kinh doanh khác ngoài thị trường. Lợi nhuận của em, thu nhập của em đâu đó khoảng 200-300 triệu một tháng thôi, nó không phải là con số quá cao, nhưng ít nhất là cái khả năng viết nó giúp cho em tạo ra được những cái con số như vậy và giúp cho em có cái cơ hội để làm việc bất kỳ đâu mà em muốn. Thế thì cái khả năng viết đó khi mà em thực hành rất là nhiều như vậy, tạo ra được cái kết quả như vậy, thì em phát hiện ra là nó chẳng có cái công thức nào cả. Bản thân khi tụi mình học viết thì nó không thật sự là có công thức, bởi vì nếu như nó có công thức, nếu như nó có công thức thì ok, ai cũng viết giống nhau, làm sao có những nội dung khác biệt để cho người xem, người đọc, người ta có thể hành động và cảm nhận được cái cảm xúc của những cái người mà người ta đang viết cái bài đó, đúng không các anh chị? Và bản thân khi viết tất nhiên là có rất rất nhiều phương pháp viết khác nhau, rất rất nhiều cách viết khác nhau, luôn chỉ có hàng triệu cách viết, hàng triệu phương pháp khác nhau, nhưng nguyên tắc thì có rất ít. Cho nên nếu như các anh chị bắt đầu việc với cái việc là các anh chị tập viết, hoặc là các anh chị khao khát tò mò đến cái việc là viết như thế nào để ra được cái hiệu quả kinh doanh á, thì các anh chị nên bắt đầu với những nguyên tắc viết trước đã. Có những cái nguyên tắc, tuân theo nguyên tắc, tại vì nguyên tắc thì rất ít, phương pháp thì có cả triệu cách, làm cách nào cũng được. Mỗi người sẽ có những cái phương pháp, những cái cách thức khác nhau, nhưng nguyên tắc thì rất ít. Mình phải nắm được cái nguyên tắc trước, đó là điều quan trọng nhất trong việc là các anh chị bắt đầu viết. Cho nên là dẹp công thức qua một bên, dẹp những cái phương pháp qua một bên, tìm hiểu về những cái nguyên tắc của việc viết trước đã, đúng không các anh chị? Và em có một cái câu rất đơn giản như thế này, đó là viết là một cái công cụ giao tiếp, mà giao tiếp thì nó mang cái tính trí tuệ cảm xúc, hay đơn giản là sự thấu hiểu nha các anh chị. Các anh chị có thể ghi câu này lại, hoặc là cầm cái điện thoại lên để chụp hình cái câu này lại. Và đây là đối với em là một cái câu rất quan trọng nha. Viết là một cái công cụ giao tiếp, nhớ nha các anh chị, đây là công cụ giao tiếp. Công cụ giao tiếp nó cũng y chang như kỳ việc là các anh chị đi nói chuyện với một ai đó, các anh chị đi gặp một cái người bạn của mình, ngồi có một cái người bạn ngồi trước mặt các anh chị nói chuyện, đó là giao tiếp, đúng không? Các anh chị dùng công cụ là âm thanh, các anh chị dùng công cụ là trong cái bối cảnh đó, trong cái ngữ cảnh đó để giao tiếp với họ, thể hiện cái sự thấu hiểu với họ, cung cấp cho họ những cái giá trị trong cái buổi nói chuyện với các anh chị, đó là giao tiếp. Viết nó cũng y chang như vậy, đó là một công cụ giao tiếp. Và các anh chị phải nhớ, giao tiếp nó mang cái tính trí tuệ cảm xúc, nó mang cái sự thấu hiểu ở trong đó, cái sự thấu hiểu người khác, cái mong muốn mục đích giải quyết vấn đề cho người khác. Nếu như mà các anh chị hiểu được cái tư duy này, cái mindset này, thì cái nội dung viết của các anh chị á, lúc đó nó mới có chiều sâu được, nó mới có cái trải nghiệm cá nhân của các anh chị, nó mới có một cái mục đích rõ ràng là giúp đỡ người khác thông qua những cái nội dung mình viết và mình đăng tải lên trên mạng xã hội, đúng không các anh chị? Còn nếu như mà các anh chị chưa nghĩ gì đến việc giúp đỡ người khác, thì ít nhất là trong cái nội dung viết của các anh chị phải đặt một cái mục đích là giúp đỡ bản thân mình trước đã. Giống như em hay viết thì cái nội dung là năm cái bài học mà em nhận ra sau năm 25 tuổi trong quá trình kinh doanh, hoặc là những cái bài học, những cái sai lầm, cái thất bại của em viết lại những cái điều đó. Mục tiêu ban đầu là để giúp đỡ bản thân em, giúp em viết ra những cái sai lầm của mình, những cái điều mình lý ra nếu như mình lúc đó mình suy nghĩ tốt hơn, mình có một tư duy tốt hơn, thì có thể cái kết quả của mình bây giờ nó đã khác đi rất là nhiều. Em viết lại những cái điều đó để giúp đỡ bản thân mình, để giúp cho bản thân mình, nhắc cho bản thân mình nhớ rằng là đây là những cái sai lầm của mình cần phải cải thiện nó để đạt được điều gì đó. Và em share lại cái nội dung giúp đỡ bản thân đó lên trên mạng, lên trên Facebook, lên trên Instagram, lên trên tất cả các nền tảng, viết email cũng được đó. Thì thông qua cái việc như vậy, em giúp đỡ bản thân và song song là
em cũng giúp đỡ những người khác có cùng một cái hoàn cảnh tương tự như mình. Nhưng dù là như thế nào đi nữa, nó cũng phải đến từ một cái mục đích là muốn giúp đỡ, muốn giải quyết vấn đề. Mục đích là sự giao tiếp, sự thấu hiểu. Khi mình có cái tư duy như vậy, trong lúc mình viết thì sự chân thật và chiều sâu của nội dung viết nó mới đến, và nó mới tạo ra cái sự khác biệt của các anh chị. Và từ cái sự khác biệt đó, các anh chị mới lôi cuốn được cái người xem, cái độc giả của các anh chị, và các anh chị mới tạo ra được cái kết quả kinh doanh. Còn nếu như các anh chị chỉ lên trên mạng, ok, copy một cái câu trích dẫn nào đó của một cái tác gia nổi tiếng, quăng đại lên trên Facebook của các anh chị, hay là các anh chị lên trên mạng xong rồi copy một đống những cái nội dung viết hay phát triển bản thân, những câu nói phát triển bản thân, các anh chị liệt kê một đống, các anh chị copy mỗi ngày, các anh chị đăng lên, quăng lên tấm hình, đúng không? Không biết là có anh chị nào ở đây làm theo cách đó không? Đó là các anh chị có một đống hình đã chụp xong rồi, chụp hình chung với sản phẩm của Amway, xong rồi chụp hình đội nhóm này, mọi thứ, có một đống hình, xong rồi các anh chị lên trên mạng, các anh chị copy một câu câu trích dẫn nào đó, các anh chị đăng lên trên Facebook mỗi ngày, các anh chị đăng vậy. Không biết ở đây có anh chị nào làm gì nhiều không? Chắc chắn là em. Khi mà các anh chị làm như vậy á, các anh chị phải hiểu một điều là nếu như các anh chị đóng vai là một khách hàng tiềm năng của các anh chị đi, là những người đang có nhiều vấn đề trong cuộc sống, là những người đang cần giải quyết những câu chuyện về sức khỏe, về nhan sắc và về cả cái sự tự do tài chính của bản thân nữa, những người đó, khi mà những người đó đọc lên trên Facebook của các anh chị, đọc lại những câu trích dẫn nhàm chán, xem lại những cái hình ảnh lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, và không thấy được cái góc nhìn, cái suy nghĩ, cái quan điểm của các anh chị, không thấy được câu chuyện của các anh chị, không thấy được những trải nghiệm chân thật của các anh chị, không thấy được cái năng lực giải quyết vấn đề của các anh chị, thì câu hỏi của em đặt ra là họ có theo các anh chị không? Họ có theo các anh chị, họ có cần các anh chị để giải quyết vấn đề của họ hay không? Họ có cùng với các anh chị, đồng hành với các anh chị trên một cái hành trình là giải quyết cái tài chính của họ, phong cách sống, cuộc sống của họ và những giấc mơ mà họ đang khao khát muốn trở thành hay không? Câu trả lời của em là gần như là rất ít và nó hên xui, đúng không các anh chị? Cho nên là phải bắt đầu lại cho cái việc là mình tập những cái thói quen viết chân thật cũng được, không cần phải là phải hoa mỹ, không cần phải là có những câu đẳng cấp gì và này nọ, trích giật từ các doanh nhân này nọ các thứ. Cái quan trọng là mình chia sẻ những góc nhìn chân thật của mình, cái mục đích giải quyết vấn đề của mình, đúng không các anh chị? Thậm chí ok, các anh chị có thể trích trích một cái câu từ một cái người doanh nhân nổi tiếng nào đó, nhưng hãy cho họ biết suy nghĩ của các chị về cái câu này là như thế nào, các anh chị quan điểm gì về cái câu đó, cái câu đó giúp được gì cho các anh chị, và các anh chị nghĩ rằng là cái câu đó tạo cái cảm hứng gì cho các anh chị, phải chia sẻ được những điều đó, phải đưa những cái góc nhìn, những cái trải nghiệm, những quan điểm cá nhân của các chị vào trong cái bài viết của các anh chị, và thậm chí là trong tất cả các nội dung mà các anh chị đăng tải lên trên Facebook, lên trên Instagram, lên trên TikTok, nó phải có trải nghiệm cá nhân. Và cuộc sống của anh chị nó chính là ngắt, cuộc sống của anh chị là sự khác biệt, mỗi người đều có những cái trải nghiệm sống rất khác biệt, và đừng nghĩ rằng là cái trải nghiệm sống của các anh chị không gì thú vị, không gì hay ho. Nếu như các anh chị nghĩ như vậy thì đúng là cuộc sống của các anh chị không có gì hay ho, nhưng nếu các anh chị nghĩ rằng là cuộc sống của mình tràn đầy cái trải nghiệm đặc biệt, tràn đầy những cái sự thú vị, nó có thể là những sai lầm, nó có thể là sự ngây ngô, nhưng nó thú vị và nó khác biệt, các anh chị tin vào điều đó thì các anh chị mới chia sẻ được những điều thú vị. Còn nếu mà các anh chị không tin vào điều đó thì đúng là cuộc sống của anh chị nó sẽ trở nên nhàm chán luôn, vì cái tâm lý lúc nãy, cái niềm tin trong đầu lúc nãy không còn quan sát nữa. Và khi nó không quan sát thì nó không viết được, nó không làm nội dung được, và anh chị không tạo được cái thương hiệu cá nhân của các anh chị nếu mà với một cái niềm tin sai lầm như vậy đâu, một cái niềm tin giới hạn như vậy thôi nha. Ok đó rồi, tiếp theo thế thì khi viết các anh chị chỉ cần hai thứ, các anh chị cần hai thứ này, các anh chị có thể ghi là hai cái chữ này, các anh chị có thể chụp lại hoặc ghi lại, nhưng tốt nhất đối với em là các anh chị nên ghi lại là khi viết mình sẽ cần những cái nguyên tắc và mình sẽ cần những cái trạng thái đúng đắn của việc viết, nguyên tắc và trạng thái. Trước khi nói về nguyên tắc, em sẽ nói về trạng thái trước nha các anh chị, em sẽ nói về trạng thái viết. Các anh chị có từng nghe nói đến routine buổi sáng chưa ta? Nếu mà các anh chị đã nghe cái từ routine buổi sáng rồi á, các anh chị có thể say yes hoặc cho em một tràng tim được không ạ? Còn các anh chị chưa từng nghe nói cái từ routine buổi sáng hoặc là không hiểu routine buổi sáng là gì đó, thì các anh chị cũng cũng cho em biết luôn. No, 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 chưa nghe, chưa nghe, chưa nghe. Một số anh chị thì chưa nghe. Ok, sẽ để chừng nghe rồi. Ok, em sẽ cho các anh chị cái từ này trước khi em nói về nguyên tắc và trạng thái các anh chị. Routine buổi sáng.
Protein là gì? Protein là những cái các anh chị có thể coi là cái việc một cái những cái hoạt động lặp đi lặp lại hàng ngày của mình, những cái hoạt động quan trọng mà nó lặp đi lặp lại hàng ngày của mình. Giống như là sẽ có những người protein buổi sáng của người ta là cứ đâu đó tầm khoảng 5 giờ sáng người ta sẽ dậy và khoảng đánh răng rửa mặt này nọ các thứ, xong 5:30 thì người ta sẽ ngồi thiền. Sau khi người ta ngồi thiền 30 cho đến 60 phút xong á thì sẽ tập trung pha một cái tách cà phê. Rồi sau khi người ta pha một tách cà phê xong, người ta sẽ enjoy tách cà phê đó trong vòng khoảng 30 phút, hoặc là người ta sẽ bắt đầu viết một cái gì đó trong khoảng 30 phút lúc mà người ta thưởng thức một cái ly cà phê. Và sáng nào cũng như vậy. Đó là cái routine buổi sáng của một người. Nhưng mà em không nói rằng cái routine này nó mang tính là à bạn phải làm theo cái routine này thì phải uống cà phê vào giờ đó này nọ cái thứ thì mới thành công hay này nọ thứ nhất, cũng có vậy. Routine buổi sáng mỗi người sẽ khác nhau và mỗi người sẽ lựa chọn cho mình cái routine phù hợp với bản thân mình. Nhưng cái routine đó nó sẽ có một vài những cái yếu tố, nếu mình thêm vào trong cái routine của mình thì mình sẽ có những cái năng lượng vô cùng tích cực trong một ngày làm việc để tạo được một cái hiệu suất làm việc tốt nhất. Routine nó có thể gọi là quy trình buổi sáng, gọi như vậy thì nó cũng đúng. Ok đúng không các anh chị? Thế thì khi mà các anh chị muốn có một cái trạng thái viết tốt, các anh chị nên tạo ra cho mình một cái routine cho cái việc viết và chọn một cái khung giờ, chọn một cái khoảng thời gian mà các anh chị lắng động nhất, các anh chị cảm thấy thoải mái nhất để viết. Và các anh chị cũng không cần phải nghĩ đến cái việc là viết để tạo ra kết quả gì cả. Các anh chị có thể đặt một cái mục tiêu đơn giản ngay từ cái thời điểm đầu á, đó là xây dựng cho mình một cái routine, một cái quy trình cho cái việc viết và xây dựng cho mình cái thói quen cho cái việc viết trước đã. Đó là điều rất quan trọng. Bởi vì đối với em nha, khi mà các anh chị có một cái trạng thái thoải mái, có một cái khung thời gian mà nó rất tập trung cho cái việc là giờ đó, 30 phút đó, 60 phút đó các anh chị chỉ viết thôi. Các anh chị viết cái gì cũng được. Các anh chị viết lên đâu cũng được. Em từng có những cái nội dung mà em đăng lên trên trên Facebook, trên fanpage cá nhân của em á, là hôm đó em ngồi đúng cái giờ đó em viết mà em chả biết viết gì cả, em không nghĩ được ý tưởng gì, nó hết hết nghĩ được ý tưởng này. Em viết một cái nội dung là ngày hôm nay mình chẳng biết viết gì cả, và chính từ cái trạng thái không biết này thì mình sẽ cho các bạn một cái niềm cảm hứng rằng là ngay cả khi bạn không biết viết cái gì thì bạn cứ chia sẻ ra rằng là hôm nay tôi chẳng biết viết gì cả, nhưng tôi có một cái mục đích là muốn truyền tải một cái năng lượng tích cực cho cái việc là phải ngồi đây để mà lan tỏa một cái điều gì đó, giúp đỡ ai đó. Đơn giản là như vậy thôi, và đăng cái bài post đó lên nó vẫn tạo ra cái hiệu quả rất là tốt. Và vẫn có rất nhiều người kết nối với em rằng là ok cái nội dung đó truyền cho họ rất nhiều cảm hứng, bởi vì cái cảm giác mà không biết biết gì cả họ cũng gặp phải. Nhưng nếu như mình không biết biết gì mà mình vẫn ngồi đó mình viết theo cái cách góc nhìn mục đích rõ ràng của mình thì nó vẫn tạo ra cái truyền cảm hứng cho người khác rất là tốt. Và quay lại câu chuyện mà em nói, trạng thái của các anh chị là điều quan trọng nhất, cần phải tạo ra cho mình cái routine thật sự thoải mái nhất để các anh chị có thể viết, và viết để giúp đỡ bản thân mình trước đã. Viết như kiểu là các anh chị dành cái cơ hội giống như viết nhật ký vậy. À đúng rồi, cái từ này, viết nhật ký. Các anh chị học được điều gì ngày hôm nay, các anh chị cảm giác là các anh chị muốn làm điều gì ngày hôm nay, các anh chị đang muốn giúp đỡ ai, các anh chị đang nhìn thấy một vấn đề nào, các anh chị đang quan sát những cái vấn đề nào trong cuộc sống, và các anh chị muốn giúp đỡ ai, điều đó giải quyết vấn đề đó như thế nào. Các anh chị cứ ngây ngô mà viết, tập cho mình cái thói quen và đưa mình vô một cái trạng thái viết sâu, một cái trạng thái làm việc sâu tập trung, thì cái trạng thái đó nó mới giúp cho các anh chị viết tốt được. Và ngoài cái trạng thái ra thì đối với em là các anh chị cần có những cái nguyên tắc khi viết, có những cái nguyên tắc khi viết nha các anh chị. Giống như lúc nãy em nói là không có công thức viết nhưng nó có nguyên tắc, và khi mà các anh chị viết, các anh chị bám theo những nguyên tắc này thì các anh chị luyện tập rèn luyện một khoảng thời gian thì cái nội dung viết của anh chị nó sẽ có chiều sâu và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Chỉ cần bám theo những nguyên tắc này thôi anh chị. Nguyên tắc là thứ để mình bám vào, nguyên tắc là thứ để mình tuân theo khi mà các anh chị viết, có nguyên tắc là được nha các anh chị. Vậy thì nguyên tắc sẽ là những nguyên tắc gì? Với em mà sẽ có những nguyên tắc sau đây. Em có 5 cái nguyên tắc khi mà em viết nội dung. Và em lúc nào khi mà em viết nha, dù là em viết hôm nay là chủ đề gì hay là em viết về cái điều gì đó trong cuộc sống của em vẫn tuân thủ theo các nguyên tắc này. Thứ nhất, em chỉ viết khi mà em xác định một cái đối tượng mà em muốn giải quyết vấn đề. Em chỉ viết khi mà em xác định được một cái đối tượng cụ thể khi em giải quyết vấn đề. Em sẽ đọc ra trước, sau đó em sẽ giải thích chi tiết
vào từng cái nguyên tắc cho các anh chị nha. Xong rồi em cũng sẽ cho các anh chị viết thử, feedback cho các anh chị và cho các anh chị biết một cái nội dung khi mà tuân thủ theo nguyên tắc thì nó sẽ trông như thế nào luôn. Đi từng bước một nha các anh chị. Các anh chị cứ bình tĩnh, không cần vội vã, viết là mình phải thoải mái. Nguyên tắc đầu tiên là phải xác định được cái người mà các anh chị muốn giải quyết vấn đề là ai. Nguyên tắc thứ hai, khi viết mình phải xác định được là vấn đề cụ thể mình cần phải giải quyết trong cái nội dung của mình là gì. Nguyên tắc thứ ba là cái giải pháp, cái góc nhìn, cái quan điểm, cái cách giải quyết vấn đề của mình là như thế nào. Nguyên tắc thứ tư là cái sự chân thật. Chân thật ở đây là mình đưa vào trong đó những cái trải nghiệm cá nhân, những cái góc nhìn của mình, những cái quan điểm của mình, thậm chí là những cái câu chuyện của mình. Các anh chị không cần phải là một chuyên gia để giải quyết vấn đề. Các anh chị chỉ đơn giản là đây là trải nghiệm cá nhân của các anh chị. Anh chị đã từng trải qua cái chuyện đó rồi, và anh chị giải quyết cái chuyện đó như thế nào. Các anh chị giải quyết cái quá trình mà các anh chị cảm thấy cơ thể bị mệt mỏi, lúc nào mình cũng cảm thấy mệt mỏi, mình chán nản, mình hay trì hoãn, mình không có năng lượng để luyện tập thể dục thể thao. Các anh chị đã từng có những trải nghiệm đó chưa, và các anh chị giải quyết cái điều đó như thế nào? Hoặc nếu anh chị chưa giải quyết được thì các anh chị đang cố gắng làm gì để giải quyết điều đó? Đó chính là cái sự chân thật của các anh chị đó. Rồi, cái nguyên tắc thứ năm là cái tính mạch lạc. Nó phải logic, nó phải phù hợp, nó phải có dẫn nhập đàng hoàng. Đúng không các anh chị? Và từ từ nha, từng bước một, bây giờ sẽ đi sâu này. Rồi, người mà các anh chị muốn giải quyết vấn đề, đó là nguyên tắc đầu tiên đúng không? Mình chỉ viết khi mà mình xác định được một cái đối tượng cụ thể mà mình muốn giải quyết vấn đề là ai. Em lấy ví dụ như là mình viết cho những người mà đang gặp vấn đề về sự trì hoãn, nhưng là những cái bạn trẻ đi. Ví dụ như là các anh chị muốn viết cho những bạn trẻ là ok, những cái bạn trẻ bị gặp vấn đề về sự trì hoãn, lúc nào cũng cảm thấy trì hoãn, không có năng lực học tập, không có năng lực phát triển bản thân gì đó, thì nó phải xác định vấn đề là, ổ xác định cái đối tượng giải quyết vấn đề là các bạn trẻ đang gặp sự trì hoãn, đúng không các anh chị? Hoặc là các anh chị muốn viết cho những cái người không phải gọi là người đi, mà mình gọi là các anh chị U40, U50, U60 mà cảm thấy mình bị trì trệ, mình mất tự do, mình không còn có nhiều cái năng lượng nữa, nhưng mình vẫn muốn có một cái điều gì đó trong cuộc sống, tại vì mình đang ở một cái độ tuổi xế chiều rồi, mình cần phải tăng tốc lên để mình có một cái trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Họ có những vấn đề gì, đúng không các anh chị? Thế thì mình phải xác định rõ cái đối tượng mình viết ấy, họ là ai và họ đang gặp những vấn đề gì. Mình phải xác định rõ cái điều như vậy, xác định rõ cái đối tượng thì mình viết, tại vì mình viết là mình viết cho một cái nhóm người đọc, chứ mình không thể nào viết cho tất cả mọi người được các anh chị. Em nói là một cái câu này đối với em là cực kỳ quan trọng nha các anh chị. Mình không thể viết hoặc mình không thể giao tiếp cùng một cái nội dung cho tất cả mọi người được. Một cái nội dung mà cho tất cả mọi người thì có nghĩa là nó không cho ai cả, đúng không các anh chị? Cái này là em khẳng định luôn nha. Ở trong cái công việc kinh doanh hay công việc giao tiếp, công việc phát triển nội dung, sáng tạo nội dung, dù là viết hay làm video, nó cũng đều có đối tượng cả, đúng không các anh chị? Và chắc chắn rằng là các anh chị không thể tạo ra một cái nội dung dành cho tất cả mọi người được, bởi vì mỗi một cái nhóm độ tuổi, mỗi một cái nhóm hoàn cảnh, họ đều có những vấn đề khác nhau, họ đều có những cái trải nghiệm đọc, trải nghiệm xem nội dung khác nhau, đúng không các anh chị? Không thể nào mà cùng một cái bạn 18 tuổi lại thích xem những cái nội dung giống như những người 50 tuổi được. Mặc dù cũng có thể có chuyện đó xảy ra, nhưng thường là nó rất ít. Và vấn đề của một người 50 tuổi và vấn đề của một người 18 tuổi là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi mà các anh chị làm nội dung mà các anh chị nghĩ rằng là cái nội dung của mình á, nó có thể dành được cho tất cả mọi người đều có thể xem được, hoặc đều có thể đọc được, đều có thể cảm nhận được, thì thường thường là các anh chị sẽ fail, các anh chị sẽ thất bại vì cái điều đó, đúng không các anh chị? Phần này em hy vọng là các anh chị hiểu ý em. Tuy nhiên em cũng hiểu được cái điều rất rõ ràng rằng là nếu như một cái người mới bắt đầu viết thì có phải là các anh chị sẽ rất khó để tìm được cái đối tượng khán giả của mình không, tìm được cái người mà sẽ đọc bài viết của mình, hoặc là mình muốn viết cho ai mình cũng rất khó tìm được cái đối tượng để viết, đúng không các anh chị? Các anh chị có gặp cùng cái trường hợp là ai cũng nói là mình phải viết cho đúng đối tượng đi, đúng độ tuổi, đúng cái khán giả này nọ, mục tiêu phải rõ ràng này nọ thứ, nhưng mà thật ra tìm cái đó rất khó, các anh chị có cảm thấy gì không? Nếu mà có cho em chị yes đi. Dạ, rất nhiều người. Thật các anh chị không cô đơn đâu, ngày xưa em cũng vậy. Ngày xưa em cũng vậy như các anh chị thôi. Đó là khi mình biết, mình rất hiểu cái việc là mình phải xác định
một cái đối tượng cụ thể khi mà mình biết, đúng không các chị? Mình biết rất rõ cái việc đó, nhưng để xác định được thì thường là các anh chị đã có một cái khoảng thời gian viết quen rồi. Giống như em viết là, giống như em làm nội dung là cách cách đây khoảng 4-5 năm, bạn cứ làm nội dung liên tục đều đặn và em vẫn viết. Nếu mà em không biết đăng lên Facebook thì em viết trên file Notion của em viết nhật ký của em viết những cái nội dung kịch bản này nọ, thứ em viết rất là nhiều. Em đã có một cái khoảng thời gian rèn luyện cái kỹ năng viết của mình, tại vì em biết kỹ năng viết là cái kỹ năng tạo ra thu nhập cao của thời đại số. Trong thời đại số này, ai viết tốt người đó có khả năng chiến thắng cao hơn rất nhiều so với những người ít biết viết, và đại đa số những người biết viết tốt thu nhập còn cao hơn rất nhiều so với những người ít viết. Em biết rất rõ điều đó từ 4 năm trước, cho nên em luyện tập kỹ năng viết rất là nhiều. Kỹ năng viết là cực kỳ quan trọng, nhưng do em đã luyện tập rất nhiều và rèn luyện nó như một cái thói quen của bản thân rồi, cho nên là em có thể có những góc nhìn, có những cái quan sát về cái đối tượng mà mình muốn biết đến là ai. Nhưng nếu mà các chị là người mới bắt đầu á thì thường thường cái việc này nó sẽ tương đối là khó cho các anh chị. Thế thì em có một cái phương pháp giải quyết cho cái việc đó, và đó cũng là cái phương pháp mà chính bản thân em đã áp dụng vào cách đây nhiều năm rồi, đây nhiều năm rồi các anh chị, và thậm chí là áp dụng cho rất nhiều người mới và nó vẫn rất hiệu quả. Đó là nếu mà các anh chị không biết viết cho ai thì đơn giản là các anh chị hãy viết cho bản thân mình của hiện tại, của tương lai hoặc của quá khứ. Em nhắc lại câu này nè, nếu như mà các anh chị không biết là sẽ viết nội dung cho ai đọc thì các anh chị hãy viết cho bản thân mình ở hiện tại, ở quá khứ hoặc là ở tương lai. Ở hiện tại, ở quá khứ hoặc ở tương lai. Đó, viết cho bản thân mình có nghĩa là như thế nào? Em lấy ví dụ như là các anh chị ở đây, các anh chị 40 tuổi. Ví dụ nha, ở đây không biết là có anh chị nào 40, 50 tuổi không, mà em nghĩ chắc cũng có nhiều á. Ok, các anh chị 40 tuổi. Các anh chị thấy quá khứ của mình á, đã cách đây tầm khoảng vài năm, các anh chị cảm thấy mình không có mục đích sống rõ ràng. Các anh chị cảm thấy mình lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng trì trệ, lúc nào cũng cảm thấy rằng là mình giống như là đi qua hết 1/2 của cuộc đời, là bây giờ mình đang không có bất kỳ một cái điều gì đó thật sự là mình cả. Các anh chị cảm thấy rằng mình đang thiếu thốn rất là nhiều. Các anh chị thấu hiểu cái cảm giác đó, và các anh chị làm cái nội dung là cái cách để các anh chị vượt qua một cái cuộc sống lạc lối như thế nào. Các anh chị viết cho bản thân mình của quá khứ. Các anh chị muốn làm một cái nội dung với một cái mục đích rất rõ ràng là giúp đỡ bản thân mình của quá khứ trải lại cái lòng mình ở quá khứ, và mình đã tìm ra những cái phương pháp nào để giải quyết vấn đề cho mình. Hay thậm chí trong giai đoạn hiện tại các anh chị đang chưa có giỏi việc viết, các anh chị chưa có giỏi việc làm marketing hay là phát triển thương hiệu cá nhân, các anh chị viết cho bản thân của mình ở tương lai rằng là đây là những cái việc mà tôi làm để nâng cấp cái trình độ viết nội dung của tôi và đạt được cái kết quả tốt hơn trong 2 năm nữa, thì có phải là những nội dung viết đó nó sẽ là những nội dung dễ viết hơn rất nhiều, đúng không các anh chị? Nhưng mà cái thứ hai, các anh chị hình dung như vậy, các anh chị đừng nghĩ rằng là vấn đề của các anh chị chỉ có một mình các anh chị gặp phải. Các anh chị có đồng ý với em là ví dụ như là các anh chị đang ở tuổi 40, các anh chị gặp một vấn đề gì đó ở tuổi 40 thì có phải là cũng có cả ngàn người 40 tuổi giống như các anh chị và cũng đang gặp vấn đề đó hay không? Các anh chị có thể yes or no trong cái phần cuộc trò chuyện. Thật sự em có một cái niềm tin rất rõ ràng rằng là nếu như bản thân mình có một vấn đề thì ít nhất là bên ngoài kia có cả ngàn người đang gặp vấn đề giống như mình và có cái hoàn cảnh tương tự như mình. Rất ít khi nào mình gặp một vấn đề mà nó khác biệt đến nỗi là không có nhiều người gặp phải cả, trừ khi đó là những vấn đề liên quan đến cái sự đặc thù về địa vị thì cái đó em không nói. Nhưng nếu mà vấn đề của việc cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung, hay là vấn đề của việc là tài chính, mối quan hệ, sức khỏe, nhan sắc, sức ảnh hưởng bản thân, vân vân, thì trong cùng một cái nhóm độ tuổi luôn luôn sẽ có rất nhiều người có những vấn đề giống với các anh chị, đúng không các anh chị? Đó là sự thật mà. Cho nên là khi mà các anh chị muốn làm nội dung tốt, trước tiên hãy nghĩ đến việc là mình giải quyết vấn đề cho bản thân mình như thế nào, đúng không chị? Viết cho bản thân mình, giống như lúc nãy em có dùng cái câu mà có thể lúc nãy các anh chị chưa hiểu, đó là muốn giúp đỡ người khác
muốn làm những cái nội dung giúp đỡ người khác, hãy bắt đầu từ những cái nội dung giúp đỡ bản thân trước đã. Bởi vì khi mà các chị làm cái nội dung giúp đỡ bản thân thì vô tình người khác họ cũng được hưởng ké. Hôm trước không biết em có chia sẻ với các chị chưa, cách đây nhiều năm em rất là hay nghe nhạc của chị Lê Cát Trọng Lý. Không biết là ở đây có anh chị hay các bạn nào biết chị Lê Cát Trọng Lý hay không. Thì lúc đó em có xem một cái đoạn mà chị Lê Cát Trọng Lý trả lời phỏng vấn á. Thì chị Lê Cát Trọng Lý lúc đó nói rằng là thật ra Lý viết nhạc á, thì biết Lý viết cho mình trước đã, Lý viết để ru mình trước đã, Lý viết để chữa bản thân mình trước đã. Vô tình thì trong lúc mình viết cho mình á, thì mọi người được hưởng ké thôi, cho nên là mọi người thích thì Lý cũng vui. Thì cái đoạn đó là một cái đoạn trả lời phỏng vấn đối với mình là đối với mình là rất đặc biệt. Bởi vì bất kỳ một cái nội dung nào khi mà các anh chị làm á, các anh chị viết, các anh chị làm video, các anh chị làm hình ảnh, làm gì cũng được. Thật ra các anh chị đang làm cho mình trước đã, các anh chị đang làm cho bản thân mình. Và nếu như các anh chị thật sự giúp đỡ được bản thân mình một cách tốt nhất thì có phải là có hàng ngàn người ngoài kia họ cũng đang gặp vấn đề giống như các anh chị, cho họ quan tâm đến cái việc là họ cũng cần giúp đỡ bản thân họ. Và nếu như cái việc mà các anh chị làm thật sự giúp được bản thân các anh chị, truyền cảm hứng được cho người khác, ít nhất là truyền cảm hứng cho họ cải thiện cái chất lượng cuộc sống của họ về mối quan hệ, về sức khỏe, về tài chính, về bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Và nếu mà các chị truyền cảm hứng được, bắt đầu từ những nội dung ngây ngô, là các chị học được những điều gì để giúp bản thân mình, hãy chia sẻ điều đó ra, thì sẽ có một cái nhóm đối tượng phù hợp với cái độ tuổi gần với các chị nhất, họ tương tự với các anh chị, họ look alike, họ gần giống với các anh chị, và họ sẽ quan tâm đến các anh chị. Bắt đầu từ việc đó trước đã, chứ không nên bắt đầu từ việc là nhất thiết phải chọn một cái nhóm đối tượng nào đó mà mình nghĩ rằng cái nhóm đối tượng đó thì tiềm năng để tạo ra được kết quả kinh doanh. Giống như là các anh chị hay nghe nói là bây giờ các bạn trẻ, các bạn nhiều tiền lắm, bây giờ muốn làm nội dung tốt, muốn kiếm được tiền là phải làm nội dung cho các bạn trẻ xem, không nên làm nội dung cho mấy người U40, 50 xem, tại vì người ta chắc là cũng không có chi tiền đâu. Mấy đứa trẻ bây giờ nó chi tiền nhiều lắm, muốn kiếm tiền là phải làm nội dung cho mấy đứa trẻ. Đối với em đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Đối với em là ở đâu có vấn đề, ở đâu còn có người muốn cải thiện bản thân thì ở đó luôn luôn có cơ hội để phát triển kinh doanh. Ở đâu có vấn đề, ở đâu vẫn còn có người cần cải thiện chất lượng cuộc sống của họ và có vấn đề cho việc đó, thì ở đó luôn luôn có cơ hội kinh doanh. Cho nên là dù ở bất kỳ độ tuổi nào, dù ở bất kỳ cái phân khúc nào thì đều có thể có cái cơ hội kinh doanh. Quan trọng là các anh chị đang nằm ở đâu, và nếu như các anh chị giúp đỡ chính bản thân mình thì sẽ luôn luôn có những đối tượng gần với các anh chị để các anh chị có thể giúp đỡ họ như cách mà các anh chị đã giúp đỡ bản thân mình. Một bạn trẻ 20 tuổi có thể giúp đỡ những bạn trẻ 20 tuổi khác hoặc nhỏ hơn, những các anh chị 40, 50 tuổi có thể giúp đỡ các anh chị 40, 50 tuổi khác hoặc nhỏ hơn, bởi vì các anh chị thấu hiểu nhau, có một cái sự thấu hiểu nhau. Cho nên là ở cái mindset này, khi mà các anh chị làm nội dung, các anh chị chỉ cần tuân theo cái việc, cái nguyên tắc như vậy: viết cho bản thân mình, xem bản thân mình là đối tượng trước đã, giải quyết vấn đề cho bản thân mình và chia sẻ cái cách mình giải quyết vấn đề cho bản thân mình lên trên mạng xã hội. Đó là cách làm nội dung tốt nhất nha các anh chị, đó là cách làm nội dung, cách bắt đầu để làm nội dung tốt nhất, đúng không các anh chị? Và các anh chị yên tâm đi, cái việc mà cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình hay là phát triển bản thân, nó luôn luôn là một cái thị trường vĩnh cửu bao nhiêu ngàn năm nay rồi, không thoát được đâu, bất kỳ ở độ tuổi nào, hãy yên tâm việc đó. Rồi, vấn đề cụ thể là gì? Đó là cái nguyên tắc số 2. Nguyên tắc số 1 là mình cần phải viết cho một cái đối tượng, và các chị hoàn toàn có thể viết cho chính bản thân mình, xem bản thân mình như một đối tượng để viết. Đó là cách đơn giản nhất để các anh chị có thể bắt đầu. Nguyên tắc số 2 đó là các anh chị phải xác định được cái vấn đề cụ thể ở đây là gì. Khi viết, giống như lúc nãy em có chia sẻ với các anh chị á, khi mình viết á, mình phải có mục đích, mình phải có một cái mục đích rõ ràng, cho dù đó là mục đích cho bản thân mình, mục đích là tôi sẽ giúp đỡ bản thân tôi, đúng không các anh chị? Cho dù mình xác định đối tượng của bản thân mình trong cái độ tuổi này, thì mình phải có mục đích là giúp đỡ bản thân mình. Từ cái mục đích đó thì các anh chị muốn đạt được cái sự giúp đỡ cho bản thân mình thì các anh chị phải xác định được vấn đề
là gì mới viết được. Các anh chị không thể nào viết đại một cái gì đó mông lung dài câu mà các anh chị không biết rõ là các anh chị đang giải vấn đề gì. Nó giống y chang như là các anh chị đi OBB, các anh chị đi OBB đi giao cơ hội kinh doanh cho một người, xong rồi các anh chị bắt đầu vô OBB một một đúng không, các anh chị gặp cái người đó, các anh chị bật cái slide lên, các anh chị liên tha liên thuyên hết về âm quay thế này, âm quay thế kia, âm quay có hệ thống nhà máy hữu cơ organic như thế này, âm quay trao cái hoa hồng kinh doanh công bằng này đó, thứ gì kia, anh chị có thể nói rất nhiều, mặc dù em biết âm quay có rất nhiều giá trị, em đồng ý với các anh chị, nhưng cái đối tượng mà các anh chị đang nói chuyện á, họ đang có vấn đề gì mới là quan trọng. Bản thân loài người nói chung là ích kỷ, họ chỉ quan tâm tới lợi ích của họ mà thôi. Cho nên khi mà các anh chị nói chuyện hoặc là giao tiếp bán hàng hay là viết nội dung cho bất kỳ một ai đó, hãy để tâm tới cái lợi ích và vấn đề của họ trước khi mình nói về những điều mình có. Tại vì thông tin thì có rất nhiều, thông tin thì có rất nhiều được các anh chị, thông tin về cái giá trị của các anh chị hoặc là về giá trị của đối tác của các anh chị là Amway đi thì cũng có rất nhiều. Cho nên các anh chị không thể nào trong cái buổi nói chuyện các anh chị show hết toàn bộ thông tin của Amway vậy, và có khi họ cũng không nghe hết được, đúng không các anh chị? Họ cần giải quyết vấn đề gì mới là quan trọng. Vấn đề của họ là họ đang là một chủ doanh nghiệp rồi, họ có tiền, họ có thể có thu nhập 50 triệu, 100 triệu một tháng, nhưng họ không thật sự tự do. Vấn đề của họ là áp lực, họ stress, họ không tự do. Giải quyết cái sự tự do đó cho họ, các anh chị quyền, đó là một example, một ví dụ nha, chứ không phải là cứ vô thao thao bất tuyệt là ủa tôi organic, tôi hữu cơ như thế này, tôi đẳng cấp như thế kia. Không, vấn đề của tôi là sự tự do. Nếu bạn có thể cho tôi biết rằng là cái cơ hội của bạn có thể thật sự cho tôi được cái sự tự do, tôi sẽ đi với bạn. Chấm hết, chấm hết 30 phút nói chuyện thế là xong. Hoặc cho tôi biết rằng bạn có tự do không, bạn đã hướng đến điều gì. Ok, legit, uy tín, tôi theo bạn, tại vì vấn đề của tôi là sự tự do, đúng không các anh chị? Cho nên là việc viết cũng y chang như bạn, viết y chang như các anh chị bán hàng vậy đó, phải xác định rõ vấn đề mình cần giải quyết là gì, chứ không có viết mông lung. Không cứ không phải cứ có gì trong đầu mình theo kiểu như là mình học được tất cả mọi thứ xong viết liệt kê nó ra hết, mà là phải xác định rõ vấn đề. Ví dụ như các anh chị quan sát bản thân mình, các anh chị thấy rằng là mình lúc nào mình cũng cảm thấy mình mệt mỏi, mình luôn luôn có một cái ngày không có đủ năng lượng, đó là vấn đề. Mình cần phải làm cái nội dung giải quyết cái vấn đề này, cái cách mình giải quyết vấn đề này như thế nào, đúng không các anh chị? Đó, đặt ra một câu tiêu đề rõ ràng là cách để mình có một cái ngày năng lượng tích cực, vượt qua cái sự mệt mỏi mà bản thân mình gặp phải một chục năm nay, ví dụ là vậy. Thì có phải đó là một cái câu tiêu đề vừa đủ để hút mà người ta hiểu được rằng là các anh chị đang muốn giải quyết cái vấn đề đó không? Và rồi các anh chị viết cho bản thân mình để cách để các anh chị vượt qua vấn đề đó như thế nào, các anh chị bắt đầu xây dựng cái routine, cái thói quen cho mình như thế nào, các anh chị bắt đầu xây dựng cho mình những cái buổi thiền tập hoặc là cái cách ăn uống dinh dưỡng của các anh chị như thế nào để các anh chị giải quyết được cái sự mệt mỏi trì hoãn của bản thân mà đã kéo dài dai dẳng cái chục năm nay. Đấy, thì cái nội dung của anh chị hay hơn rất là nhiều, và các anh chị đang thực sự viết ra để giúp bản thân mình và giúp những cái người khác đang gặp những cái vấn đề gần gần tương tự như các anh chị, nhưng ít nhất không biết là nó hiệu quả như thế nào, nhưng nó truyền cảm hứng cho người ta để người ta thực hành, để người ta thay đổi hành vi và để người ta cải thiện bản thân giống như các anh chị đang cải thiện bản thân. Thì lúc đó những người mà người ta đọc bài viết của anh chị, người ta được truyền cảm hứng, người ta được thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, thì lúc đó người ta mới biết ơn các anh chị và người ta mới đi theo các anh chị trên cái hành trình kinh doanh hoặc là sử dụng những cái giải pháp tham gia vào những cái cộng đồng của các anh chị về sức khỏe, về dinh dưỡng, về làm đẹp chứ, đúng không? Đơn giản là như vậy. Mindset rất quan trọng. Đó là nguyên tắc số 2, phải xác định vấn đề cụ thể khi mà các anh chị viết, đó là điều rất quan trọng nha các anh chị. Rồi, nguyên tắc thứ ba là khi mà các anh chị viết thì cái nội dung nhận viết của các anh chị nó phải có một cái phương pháp giải quyết vấn đề, và nó nên là một cái giải pháp mang cái trải nghiệm cá nhân của các anh chị. Các anh chị không nên là mình chỉ nêu ra vấn đề rồi thôi, mà phải chia sẻ những cái giải pháp chi tiết và cũng nên đưa ra một số quan điểm ngắn của bản thân. Cái phần này để em giải thích cụ thể hơn cho các anh chị. Ví dụ như các anh chị đưa ra một cái vấn đề là trong 10 năm qua các anh chị luôn cảm thấy mệt mỏi và lúc nào cũng có một cái năng lượng không tốt, một cái tinh thần không tốt. Vậy thì cách để các anh chị đang giải quyết nó như thế nào? Các anh chị chia sẻ ra với cái trải nghiệm bản thân thôi. Ví dụ các anh chị ghi là tôi thì tôi cũng
gặp cái trường hợp này, tôi cũng đang bị trong cái chuyện đó 10 năm. Không biết là các bạn có gặp cái việc là lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi như tôi hay không, nhưng nếu có thì thật sự là không phải mệt các bạn bị đâu, tôi cũng bị. Thì tôi cũng đang nỗ lực để tôi giải quyết những cái vấn đề của bản thân tôi, tại vì tôi không muốn lúc nào tôi cũng mệt mỏi như vậy nữa. Tôi cũng đi chỗ này chỗ kia học hỏi rất là nhiều, tôi đọc những quyển sách rất nhiều, đây là những quyển sách tôi đọc này, và tôi phát hiện ra một vài những cái nguyên tắc để mà tôi có thể giải quyết được sự mệt mỏi của mình. Thứ nhất là tôi cần có những cái routine tốt hơn cho mỗi một ngày. Thứ hai là tôi cần có những cái hoạt động mang lại cái hoạt động thể chất, mang lại cái năng lượng tích cực cho tôi. Và bây giờ thì tôi có một cái hoạt động là cứ 7 giờ tối thì ở cứ 4 giờ chiều thì tôi sẽ ngồi thiền, hay là tôi sẽ cùng với một cái nhóm bạn của tôi để tôi đi bộ gần gũi với thiên nhiên hơn. Đó, những cái đó là những cách mà các anh chị đang giải quyết vấn đề cho bản thân mình, và chia sẻ cách giải quyết vấn đề đó thông qua cái gì các anh chị? Thông qua cái trải nghiệm cá nhân chân thực. Nhưng vẫn quay lại là nguyên tắc thứ ba ở trong nội dung viết của anh chị, nó phải đưa ra được những cái cách mà các anh chị giải quyết vấn đề thông qua những cái trải nghiệm cá nhân, chứ không phải là đưa ra một cái vấn đề xong rồi các anh chị không đưa ra bất kỳ một cái phương pháp giải quyết nào cả, đưa ra một cái vấn đề vậy thôi á, thì cái nội dung của anh chị nó không thật sự useful, không thật sự hữu ích, và không thật sự mang lại cái giá trị truyền cảm hứng cho người khác, hoặc là mang lại cái giá trị truyền cảm hứng cho cái đối tượng khách hàng hay là khán giả tiềm năng của các anh chị ở trên các nền tảng mạng xã hội. Thì như vậy cái bài viết của anh chị nó cũng không chất lượng được. Ok, anh chị hình dung được chỗ này đúng không ạ? Rồi, đó là nguyên tắc số 3. Nguyên tắc số 4, đó là sự chân thật của các anh chị. Chân thật ở đây có nghĩa là các anh chị phải có một cái màu sắc riêng của cá nhân các anh chị. Màu sắc riêng đó là những ngôn từ mà các anh chị hay nói chuyện. Ví dụ như các anh chị hay nói chuyện là, giống như em đi, em sẽ hay một cái từ. Ok, bây giờ em sẽ đi vào trong vấn đề này, em sẽ đi vào trong cái nội dung chính của ngày hôm nay. Thì cách nói chuyện đó, em cũng dùng chính cái ngôn ngữ nói, cái hành vi thói quen nói hàng ngày của em á, em đem vào trong bài viết của em, để em có cái ngôn từ khi mà người ta đọc vô á, người ta cảm giác như là người ta đang nghe em nói chuyện. Khi mà người ta đọc á, mà người ta đang cảm giác mình đang nghe mình nói chuyện á, thì lúc đó cái emotional, cái cảm xúc của người đọc á, nó mới dâng trào được các anh chị. Còn nếu mà mình đọc cái bài văn mà giống y chang như một cái bài viết SEO ở trên Google vậy đó, giống như một cái bài viết bình thường người ta đọc ở trên Google, một cái bài nghiên cứu khoa học ở trên Google, thì cái nội dung đó sẽ là một cái nội dung mà có thể là cái người đọc, cái người xem, người ta không có cảm được các anh chị là ai, không có cảm được cái giá trị các anh chị đâu. Ở đây có nhiều anh chị nào giống như là các anh chị làm kinh doanh, xây dựng nội dung mà các anh chị lên cho Google, các anh chị cấp một cái bài SEO 5 cách để phát triển sức khỏe thể chất của các bạn, copy nguyên bài đó quăng lên trên Facebook không? Nếu có, khai thật với em đi, cho em chữ yes or chữ no hoặc nhắn đi. Ok. Ok, cảm ơn các anh chị đã khai thật với em. Thật ra các anh chị là khi mà các anh chị làm những nội dung như vậy á, các anh chị copy những bài post ở trên Google á, thật ra những bài đó người ta đọc nhiều lắm, các anh chị copy người ta đọc là người ta biết rồi. Cho nên là khi mà các anh chị copy một đống bài viết đó đăng lên trên Facebook cá nhân của các anh chị á, thì đúng rồi đó, người ta sẽ biết ngay là các anh chị đang làm điều đó, và người ta cũng sẽ không thấy rằng là các anh chị có giá trị với người ta. Và giống như em quay lại câu nói là bản thân con người là ích kỷ, người ta quan tâm tới lợi ích của người ta rất là nhiều. Và nếu như một cái người mà quan tâm tới lợi ích của mình á, thì khi mà họ đọc những bài viết của một cái người mà suốt ngày đăng cái nội dung ở trên Google á, họ không thấy được giá trị của người đó, thì khi mà không thấy được giá trị của người đó thì tất nhiên người ta không muốn kết nối rồi, người ta cũng không muốn là nhận được cái sự giúp đỡ, cái sự giúp đỡ cái người viết những cái nội dung như vậy hoặc đăng tải những nội dung như vậy. Mà bản thân trong công việc kinh doanh Amway là đi giúp đỡ người khác đúng không các anh chị? Chỗ này các anh chị có đồng ý với em, bản thân trong công việc kinh doanh Amway là đi giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác cải thiện bản thân, cải thiện sức khỏe, cải thiện nhan sắc và cải thiện cái sự tự do về tài chính, về cuộc sống đúng không các anh chị? Thế thì mình muốn đi giúp đỡ người khác thì mình phải cho người khác thấy rằng là mình có giá trị. Còn ví dụ như giá trị của mình chỉ đơn thuần là lên Google copy làm một bài post đăng lên trên Facebook thì giá trị đó chỗ nào? Xin lỗi các chị vì em đã thẳng thắn. Nhưng mà em nghĩ là muốn cải thiện được bản thân là phải chấp nhận được những sự thật. Sự thật là như vậy, mình chẳng có giá trị gì cả và mình chẳng giúp đỡ được ai cả. Thì mình đâu có phải đúng với tinh thần công việc kinh doanh Amway. Và thật ra bản thân em cho dù là Amway hay là bất kỳ một cái công việc kinh doanh nào, đối với em cũng đều là đi giúp đỡ người khác cả. Bán hàng là giúp đỡ người khác, kinh doanh là giúp đỡ người khác và giải quyết vấn đề cho người khác. Đó là cái tinh thần của cái tư duy đúng. Cho nên là làm thương hiệu cá nhân là phải làm cho bản thân mình có giá trị và làm cho người khác, những đối tượng khách hàng tiềm năng của mình đó, họ cảm nhận được cái giá trị của mình.
và cần cái sự giúp đỡ từ mình, thì cái thương hiệu cá nhân như vậy nó mới tạo được money, nó mới tạo được freedom, sự tự do, đúng không các anh chị? Đó là nguyên tắc cốt lõi và tư duy cốt lõi đó các anh chị. Chỉ cần có tư duy này thôi là các anh chị sẽ không bao giờ lên trên Google các anh chị copy, các anh chị đăng lên rồi, tại vì nó đối với chị không. Và cái sự chân thật nó đến từ cái cách mà các anh chị viết những cái nội dung mà nó thể hiện giống như là các anh chị đang nói, đang chia sẻ sao, cách anh chị nói chuyện sao, thì các anh chị thể hiện cái sự chân thật như vậy, chứ không phải là viết những cái nội dung mà những với những cái câu từ y chang ở trên Google như cái con bot vậy, thì nó không work. Các anh chị có thể dùng ChatGPT, nhưng bản thân ChatGPT nó cho các anh chị generative idea, có nghĩa là tìm kiếm ý tưởng thôi. Các anh chị dùng ChatGPT để tìm kiếm ý tưởng, chứ ChatGPT nó cần thời gian để nó có thể học được cái ngôn từ của các anh chị, thì làm gì nó tương đối là nó mất thời gian hơn rất là nhiều. Cho nên là nếu em dùng ChatGPT, và thật ra em vẫn dùng ChatGPT cho cái việc viết, nhưng chưa bao giờ là em để con ChatGPT nó viết thay em, mà em dùng nó để em trò chuyện với nó và em lấy được những cái ý tưởng từ nó để em làm nội dung của em tốt hơn, chứ không bao giờ dùng cái đoạn văn của ChatGPT để đăng lên trên Facebook. Như vậy thì nó cũng không work. Đúng, dùng Google để tìm kiếm những cái sự nghiên cứu, các anh chị dùng Google để nghiên cứu những cái nội dung, nghiên cứu những cái vấn đề, nghiên cứu những cái giải pháp, các anh chị phải là cái người đi tổng hợp thông tin, đi nghiên cứu thông tin và sử dụng thông tin qua cái suy nghĩ, cái quan điểm, cái trải nghiệm cá nhân của các anh chị, chứ không phải là người copy and paste hai cái thứ đó. No, không cần thiết cho cái việc làm nội dung của các anh chị, mà hãy sử dụng Google, sử dụng ChatGPT, sử dụng YouTube, sử dụng những công cụ, những công nghệ cho cái việc là research, nghiên cứu thông tin và sàng lọc thông tin bằng những cái trải nghiệm cá nhân của các anh chị, và biến nó thành những cái nội dung rất khác biệt của các anh chị đến với người khác. Điều này là rất quan trọng nha các anh chị, điều này là rất quan trọng. Ok, đó là nguyên tắc từ cuối cùng là nguyên tắc thứ năm, đó là tính mạch lạc nha các anh chị. Nguyên tắc thứ năm là tính mạch lạc, nội dung của các anh chị phải rõ ràng từ cái tiêu đề đến cái phần dẫn nhập, rồi cái phần cái cách mà các anh chị giải quyết vấn đề. Cái tính mạch lạc này á, nó được thể hiện qua cái sự rèn luyện của các anh chị, nhưng tất nhiên là các anh chị hoàn toàn có thể bắt đầu viết nội dung một cách đều đặn như trước đã, bởi vì cái sự mạch lạc nó đến từ cái trong cái mindset, cái suy nghĩ của mình á, cái trạng thái tinh thần của mình á. Thường thường là các anh chị hay nghĩ nhiều, cho nên nếu mà các anh chị không quen với việc viết á, các anh chị mới bắt đầu viết, các anh chị sẽ viết rất lung tung và rất rối, hoặc là các anh chị sẽ nói chuyện nó không có mạch lạc. Cái sự mạch lạc á, nó không có công thức, cái sự mạch lạc á, nó đến từ vô thức, đúng không? Các anh chị để ý nha, ai mà viết nhiều á, họ nói chuyện á, nó rất là logic và mạch lạc, bởi vì họ viết nhiều mà trong vô thức á, cái suy nghĩ trong cái tiềm thức của mình á, nó bắt đầu truyền tải thông tin một cách tự nhiên hơn, thì nó tạo ra cái sự mạch lạc, đúng không? Nhưng mà thông thường thì trong cái bài viết lúc nào nó cũng có tiêu đề, dẫn nhập, trình bày vấn đề, đưa ra giải pháp và kết luận, đó là những cái tiêu chuẩn của một cái dạng nội dung, một cái bài viết mà thôi, chứ nó không phải là công thức. Và rồi các anh chị cần phải luyện tập để các anh chị có thể viết với một cái sự mạch lạc liền mạch của các anh chị nhiều hơn, càng viết nhiều thì các anh chị sẽ càng liền mạch. Tất nhiên em nói như vậy thì một lát em cũng sẽ chỉ cho các anh chị bắt đầu cải thiện cái sự mạch lạc và tuân thủ theo từng cái nguyên tắc nội dung như thế nào cho nó thật sự hợp lý. Vậy thì để mà em có thể giúp cho các anh chị á, một cách case by case, có nghĩa là nhìn vào trong những cái ví dụ thực tế, nhìn vào trong cái trường hợp thực tế thì mình cần phải làm như thế nào á, thì đây mình sẽ cùng nhau làm một cái bài tập, được không các anh chị? Mình sẽ cùng nhau làm một cái bài tập và em sẽ giúp cho các anh chị feedback chi tiết cái nội dung mà các anh chị làm ra, để chúng ta cùng học với nhau rằng là mình sẽ cải thiện cái nội dung này lại theo những nguyên tắc, năm nguyên tắc mà em đưa ra như thế nào. Và em sẽ cho các anh chị xem cái ví dụ về những bài viết đi theo năm nguyên tắc này mà nó hiệu quả, để mình học một cách nó có thực tế hóa hơn, đồng ý không các anh chị? Và các anh chị đã sẵn sàng để mà dành đâu đó tầm 20 30 phút để làm bài tập cùng với em không ạ? Nếu mà có thì cho em nhắn tin không các anh chị? Ok rồi, bây giờ em muốn các anh chị là chưa cần biết là mình sẽ phải làm đúng hay sai. Em có năm cái nguyên tắc lúc nãy rồi, em cũng đã dẫn giảng cho các anh chị về những cái tư duy quan trọng em áp dụng năm nguyên tắc vào trong cái việc viết nội dung của các anh chị, đúng không? Chưa cần biết là đúng hay sai, chưa cần biết là làm tốt hay không làm tốt, hãy làm thử được không các anh chị? Và mình sẽ dành cái khoảng thời gian này để mình lắng lòng lại chỉ để viết thôi, và viết để vui,
viết để tận hưởng cái việc mình đang viết. Và em có một đề bài. Đề bài của em là có một cái đối tượng cụ thể, em cho là đối tượng U40 đi. Bởi vì có thể là trong cái phòng Zoom này á, các bạn trẻ cũng có, nhưng mà các anh chị 30, 40, 50 chắc cũng nhiều lắm. Cho nên ok, em cứ tạm để với đối tượng U40. Đó là đối tượng. Em có một cái nhóm vấn đề U40 là cái cơ thể luôn mệt mỏi và thiếu năng lượng với cái sự tập trung, không có mục đích sống. Đây là vấn đề. Và em cần các anh chị viết một cái nội dung để giải quyết cái vấn đề này cho cái nhóm đối tượng này, với một cái câu tiêu đề rõ ràng, với một cái trải nghiệm cá nhân của các anh chị khi giải quyết những vấn đề này, với một cái giải pháp liên quan đến trải nghiệm cá nhân của các anh chị một cách rõ ràng, được không các anh chị? Bài viết này nó có thể là bài viết dài hoặc bài viết ngắn, tùy lựa chọn các anh chị. Các anh chị muốn viết bao nhiêu chữ cũng được, miễn là trong vòng 30 phút thôi. Tập trung viết thoải mái, viết thoải mái nhất có thể nha. Viết thoải mái nhất có thể, chưa cần biết đúng hay sai. Đó, hãy tưởng tượng như là các anh chị đang giao tiếp với bản thân, hoặc là đang giao tiếp với cái đối tượng U40 đó. Cứ tưởng tượng như mình đang giao tiếp, mình đang đưa ra một cái vấn đề và mình giải quyết vấn đề đó thông qua cái bài viết của mình như thế nào, và cố gắng là như đang giao tiếp, như đang trò chuyện, chứ đừng có viết một cái bài văn như các anh chị, và thoải mái thôi. Ok, em nghĩ là đây sẽ là cách mà mình sẽ tập viết với nhau, rồi sau đó em sẽ feedback nội dung cho các anh chị. Thì cũng sẽ có một cái đường link bài tập sẽ được gửi cho các anh chị thông qua cái phần trò chuyện. Ok, chị Thơ ở phần huấn luyện đã gửi cái đường link bài tập cho các anh chị ở phần trò chuyện, và chúng ta có thể dựa trên cái bài tập này có đề bài rõ ràng rồi, và các anh chị hãy viết. Chúng ta có 30 phút để enjoy, tận hưởng cái việc viết nội dung của các anh chị. Các anh chị cứ tập trung viết, cứ thoải mái viết, nhưng không copy bài viết cũ đăng vào đây. Đó là nguyên tắc thứ hai, không copy bài viết trên Google đăng vào đây. Đó là nguyên tắc. Em muốn các anh chị thật sự viết cho bản thân mình, viết để trải nghiệm cái việc mà các anh chị đang viết. Chuyện đó là quan trọng với các anh chị, chứ không phải là bài tập này nó quan trọng. Cái việc mà các anh chị ngồi lắng lại để viết, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Và em hy vọng là các anh chị sẽ enjoy với điều đó, chứ không phải là làm bài tập cho có. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. 30 phút bắt đầu, khoảng hơn 20 phút, một tí xíu thôi, để mà chúng ta có thể tranh thủ trong buổi ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay ngoài em ra thì vẫn còn một cái phần chia sẻ rất là tuyệt vời từ các anh chị nhà phân phối đã áp dụng cái việc những cái năng lực mạng xã hội cho cái hành trình phát triển bản thân, phát triển công việc kinh doanh của mình và phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình nữa. Cho nên là mình cũng tranh thủ một tí xíu, bởi vì phần nội dung của em vẫn còn một số điểm rất là quan trọng mà em cần phải chia sẻ với các anh chị nữa, đúng không ạ? Ok, em đang lướt qua các nội dung của các anh chị đây ạ. Em đang lướt qua các nội dung của các anh chị đây. Một số anh chị viết rất là ngây ngô. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi, em sẽ bật qua cái phần slide nội dung này để cho các anh chị xem cùng với nhau nha. Một số các anh chị còn viết lên trên cả phần trò chuyện nữa. Thú vị quá, dễ thương quá. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi, em đang... Các anh chị ơi, các anh chị có thấy cái slide màn hình của em không ạ? Nếu mà các anh chị có thấy cái slide màn hình của em á, thì cho em một chữ có hoặc là cho em chữ thấy để cho em biết được là mọi thứ vẫn đang ổn nha các anh chị. Có một điều rất tuyệt vời mà em muốn chia sẻ với các anh chị ngay và luôn, ngay lập tức luôn. Đây là một điều đối với em rất tuyệt vời, vì là 2-3 năm qua, cũng 3 năm thì phải, 3 năm em hợp tác với phòng huấn luyện của Amway Việt Nam để có thể chia sẻ những câu chuyện của bản thân, chia sẻ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân trong hành trình là xây dựng nội dung, phát triển thương hiệu cá nhân, phát triển công việc kinh doanh tự do trên mạng xã hội ấy. Thì đây là cái lần đầu tiên khi mà em bật cái file nội dung viết của các anh chị, bởi vì là cái việc mà cho các anh chị thực hành viết ấy, nó đã diễn ra liên tục sau 3 năm rồi. Lúc nào em cũng cho các anh chị để mà thực hành viết hết, không bao giờ bỏ cái việc này. Tại vì đối với em, dù là đây là việc cơ bản, nhưng nó là việc mà lặp đi lặp lại, nó là việc hàng ngày, đó là việc chúng ta liên tục phải trải nghiệm viết, thì cái việc viết nó luôn luôn xuất hiện trong những cái nội dung chia sẻ của em. Và đây là lần đầu tiên em bật lên cái file viết này và em thấy rất ít icon, rất ít icon, rất ít những nội dung mà mọi người, tại vì sẽ có những cái nội dung ngày xưa nha, lúc mà em cho các anh chị thực hành viết á, thì sẽ có rất rất nhiều những cái bài viết của các anh chị mà trong cái bài viết đó là một đống những cái icon luôn.
một đống như icon từ trái tim rồi mặt cười rồi đủ các thể loại icon khác nhau luôn. Tất nhiên việc dùng icon đó, nó không có gây bất kỳ một cái vấn đề gì cả cho cái việc viết của các anh chị. Tuy nhiên việc dùng quá nhiều icon trong một bài viết nó sẽ làm cho nội dung viết của các anh chị nó kém chuyên nghiệp đi, và thậm chí là dùng nhiều quá thì cái nội dung viết của các anh chị nó sẽ không có được Facebook hay là các nền tảng nó hiển thị nhiều cái nội dung của các anh chị, là phân phối nội dung của các anh chị nữa. Cho nên là cái việc mà các anh chị khi mà em bật lên cái file này á, thì cái việc mà các anh chị dùng icon nó đã rất rất là hạn chế luôn rồi. Đây chỉ có một số bài là còn dùng icon nhưng mà cũng không nhiều, đúng không các anh chị? Và đây đa số thì các anh chị viết rất là gọn ghẽ rồi. Cho nên là đây là cái lần đầu tiên mà em cảm thấy rất là vui, bởi vì các anh chị đã tinh gọn cái nội dung dạng viết của mình rất là nhiều. Trong đây thì em thấy có nhiều các anh chị chỉ viết mỗi cái câu tiêu đề vào trong đây thôi và không viết gì cả, thì chuyện này vẫn còn lặp lại nhưng mà số lượng nó cũng không nhiều. Có thể là do các anh chị viết rồi, các anh chị chưa viết xong, các anh chị đã bấm gửi đi đúng không? Rồi ok, em đây lướt cùng với các anh chị nè. Đây một số các anh chị viết nội dung á, mấy cái chỗ này mà các anh chị để mấy cái dấu sao này nè, nó sẽ làm cho cái nội dung viết của anh chị nhìn rất là rối mắt. Các anh chị bỏ bớt những cái này đi nha, bỏ bớt những cái này đi. Đằng sau đã me, từ từ các anh chị, em đang lướt để xem những cái nội dung nào mà nó có vấn đề trước đã. Em sẽ giúp cho các anh chị, à mình sẽ có một cái rule với nhau nha, mỗi lần bạn feedback á, thì em sẽ không thể đủ thời gian để mà có thể feedback hết tất cả các nội dung của các anh chị. Ở đây trong cái phòng Zoom ngày hôm nay mình có trên 1.000 người đúng không các anh chị? Nếu mà ngồi feedback hết 1.000 bài viết thì thôi chắc là anh chị em mình ngồi đây là tới sáng ngày mai luôn, chắc cũng không xong được nữa đúng không các anh chị? Cho nên là em sẽ dùng cái một cái phương pháp rất là đơn giản là em sẽ cùng với các anh chị xem những cái nội dung nào mà đã đang gặp những cái vấn đề để mình có thể feedback chung, để mình có thể cải thiện chung, rồi những cái nội dung nào mà nó tương đối là tốt thì em cũng sẽ cho các anh chị xem để có thể nhìn nhận với nhau và học hỏi cùng với nhau. Đây, em lấy ví dụ như đây là một cái nội dung mà tương đối em thấy cũng ổn, có cái câu chuyện nó tốt này. Bắt đầu từ một cái việc là một cái câu tiêu đề là phụ nữ khủng hoảng tuổi 35 chấm hỏi chấm than. Thật ra đây là một cái câu tiêu đề không thật sự quá rõ ràng lắm về một cái vấn đề nào đó. Tuy nhiên thì mình cũng nhìn thấy một cái keyword, một cái từ khóa trong cái câu tiêu đề này để mình có thể tò mò, sorry các anh chị, tò mò và đọc tiếp. Thì ok, đối với em một cái câu tiêu đề tốt đó không phải là một câu tiêu đề mà nó hoa mỹ hay là một câu tiêu đề với một cái ngôn ngữ hay là cách hành văn gì đó lông lộn lên, nó không phải là như vậy. Một cái câu tiêu đề tốt đơn giản là một câu tiêu đề gây tò mò và có thể đọc tiếp được. Đối với em đơn giản với 6 từ phụ nữ khủng hoảng tuổi 35 chấm hỏi chấm than, đối với em đó đã là một câu tiêu đề tương đối là rất là tốt rồi. Sau đó thì chị Nguyễn Đinh Huỳnh Như đúng không ạ, gọi là không biết là đây là chị hay là bạn, cứ tạm gọi là bạn đi ha. Rồi thì đọc tiếp nè, ở cái độ tuổi mà già không già, à gọi là chị chứ, cũng khoảng tuổi 35 thì chắc là chị rồi, xin lỗi chị. Ở cái độ tuổi già mà không già, trẻ mà không trẻ, vừa qua khỏi cái gọi là thanh xuân thì ngấp nghé bước vào cái độ gọi là trung niên, nó có cái gì đó rất là nửa vời, dở hơi, khó tả. Đây là cái phần dẫn nhập này các anh chị. À, vì đây là vòng quy luật của vũ trụ, con người là sinh vật trong vũ trụ chịu ảnh hưởng trực tiếp dưới sự tác động của các vòng chu kỳ trong quy luật trời đất này, thì nó hơi cũng hay nhưng mà nó hơi quá ok, nhưng không sao cả, nghe cũng có lôi cuốn đó chị ạ. Cho nên chẳng chị em nào có thể tránh né khỏi cái sự dở hơi này cả, chỉ là ít hay nhiều và thái độ, hoàn cảnh, trải nghiệm nó như thế nào. À, cụ thể một chút, sức khỏe thì thuộc chất không phanh này, không thể nào dồi dào rồi tràn ngập năng lượng như cái độ tuổi 18 đôi mươi, do một số thay đổi trong tiết tố một cách tự nhiên thì nhu cầu sinh lý trở nên ít đi, kèm theo cáu gắt, nóng giận, stress, mức độ oxy hóa bên trong cơ thể bắt đầu diễn ra nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần, làm cho cái làn da trở nên chảy xệ, có phần nhăn nheo, đồi mồi, sạm nám, tóc dễ gãy rụng hơn trước, các vấn đề xương khớp đau nhức diễn ra nó thường xuyên hơn. Nó tóm lại là thật sự rơi vào cái khủng hoảng. Đối với những trường hợp thiếu hụt dinh dưỡng do thói quen ăn uống, lối sống, hoàn cảnh sống, điều kiện sống, trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, bla bla. Tuy nhiên sẽ có những chị em ý thức được hoặc không ý thức rõ ràng được vấn đề này, thậm chí là hiểu lầm do các hoàn cảnh sống ai đó tác động như là chồng con hoặc là đối tác đồng nghiệp, chứ không phải điều đó hoàn toàn xuất phát từ chính cái sự thay đổi bên trong của chính mình. Ok, một cái ngôn từ nó rất là văn nói rất là tốt. Vậy đó, khi ý thức được một vấn đề sẽ dần giải quyết từ bên trong cho đến khi ra bên ngoài, đồng thời giúp được cho các chị em chúng ta có cơ hội thiết lập lại tình trạng sức khỏe của bản thân, chăm sóc yêu thương bản thân một cách chủ động, xây dựng thói quen
xây dựng cái nền tảng sức khỏe vững chắc những năm về sau. Đấy cũng chính là luật chơi lâu bền cho anh chị em muốn sống thật với cái giá trị của bản thân mình, có sức khỏe thật, trí tuệ thật, đẹp bền với thời gian. Tôi thích điều đó bởi vì tôi là đối tượng không thích chi tiền hoang phí cho những điều mà tôi cho là vô bổ, là vô nghĩa, không muốn phí sức cho vật vã kiếm tiền để là để chi tiền rồi lặp đi lặp lại điều đó suốt cuộc đời với một cái sự không hài lòng về bản thân. Tôi lựa chọn suy nghĩ hành động có hiệu quả, lựa chọn trở thành người phụ nữ ưa nhìn về hình thức nhưng có chút gì đó hài hòa về mặt nội dung như Nguyễn. Thật ra là đối với em thì đây là một cái nội dung có một cái ngôn từ lôi cuốn, có một cái trải nghiệm lôi cuốn nhưng nó chưa rõ về cái giải pháp để giải quyết vấn đề này. Đó là sự thật nha, đó là sự thật. Em xin lỗi vì nói thẳng thẳng cái quan điểm nhưng mà nói thẳng thắn để mình cùng nhau sửa. Cái câu tiêu đề đây là phụ nữ cũng khoảng tuổi 35. Vào đề chị đã đặt ra một cái vấn đề rất đơn giản là mình bị cũng khoảng tuổi 35. Mình có những cái sự dở hơi khi mà cái quy luật vũ trụ nó khiến cho mình có một cái trạng thái không được tốt lắm, trạng thái hơi dở hơn một chút xíu liên quan đến sự nóng giận rồi cái vấn đề xương khớp sức khỏe nhan sắc này nọ các thứ. Tuy nhiên thì em vẫn chưa thấy bất kỳ một cái giải pháp nào rõ ràng và có tính trải nghiệm cá nhân của chị. Em chỉ thấy đó là những vấn đề thôi. Chị có thảo luận về việc là mọi người phải ý thức được vấn đề này, thì khi mà ý thức được vấn đề này thì sẽ tốt hơn. Thì em chưa thấy được là cái việc ý thức về vấn đề này sau đó mình sẽ cần phải làm gì, có nghĩa là nó chưa ra được một cái hành động hoặc là những việc cần phải làm để có thể tốt hơn trong cái giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên và khoảng 35 tuổi. Thì không biết là chị Như Nguyễn, ok chị Như Nguyễn ở trong cái phòng Zoom này chị có đang nghe em không? Thì thật lòng mà nói thì ở đây thiếu một cái nguyên tắc rất quan trọng trong nguyên năm nguyên tắc mà lúc nãy em có chia sẻ với chị, đó là ok chị đã đưa ra vấn đề, chị đã đưa ra đối tượng rất cụ thể luôn nha, và chị có những cái ngôn từ rất là chân thật, cũng có phần mạch lạc tương đối tốt. Tuy nhiên trong này nó lại thiếu nguyên tắc là vậy phương pháp giải quyết vấn đề này là gì, thì nó chưa có. Cho nên cái nội dung này nó ok, nó có thể lôi cuốn người đọc nhưng nó chưa cho người đọc biết được họ nên làm gì tiếp theo, thì nó sẽ không đủ useful. Useful nó là không đủ hữu ích để cho người đọc hiểu nhiều hơn về cái giá trị của chị. Thật ra nó không cần phải là những cái phương pháp mà nó quá là chuyên nghiệp hay là phải là chuyên gia gì cả, nhưng mà chị phải đưa ra những cái phương pháp mà chị đang làm để giải quyết vấn đề về cái sự khủng hoảng tuổi trung niên của chị, về cách mà chị ăn uống như thế nào. Chứ người ta cũng biết là do thói quen, do lối sống, do hoàn cảnh sống rồi, nhưng mà bây giờ giải quyết đó như thế nào, người ta cần phải làm điều gì đây, ví dụ như là họ cần xây dựng những cái thói quen gì, họ cần phải làm ra những cái routine, những quy trình cuộc sống như thế nào, họ cần phải thay đổi bản thân như thế nào, họ cần phải có những cái hành động cụ thể là gì, thì nó phải ra được những cái hành động, ra được những cái tư duy hành động đúng, thì lúc đó nó không mới có được cái nội dung bài viết mà thật sự là đúng cái nguyên tắc, và mình có được cái phần giải quyết vấn đề cụ thể theo cái trải nghiệm cá nhân của chị, thì cái nội dung lúc đó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây có những cái nội dung mà mọi người cũng sẽ liệt kê ra được những cái việc mà mọi người cần phải làm, rồi những lời cảm ơn kêu gọi hành động phút cuối rất là ok, rất là tốt. Một số các anh chị ấy, thì các anh chị chưa đưa ra được những cái nội dung đúng nguyên tắc. Lấy ví dụ như là chị Minh Hòa đi, chào các bạn tuổi U40, trong cuộc sống đây là độ tuổi vừa bước vào tuổi trung niên, gia đình con cái dần ổn định nhưng sức khỏe bước vào giai đoạn giảm dần, không còn khỏe năng động như tuổi 20 30. Bản thân mình là phụ nữ sau tuổi 40 không còn thấy mình tươi trẻ nữa, nhưng may mắn mình luôn chăm sóc sức khỏe bằng cách tập yoga, chạy bộ, quan trọng hết là ăn uống hợp lý để bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng với thương hiệu Nutrilite. Hôm nay mình rất tự tin để chia sẻ cho mọi người. Ok, đây là một cái nội dung rất là ngây ngô và chân thành thôi. Ở đây là nội dung rất là ngây ngô và chân thành. Tuy nhiên thì ok, nó chưa thật sự rõ ràng về vấn đề mà mình đặt ra là gì. Nó có đối tượng rồi nhưng chưa thật sự rõ ràng về vấn đề mình đặt ra là gì. Vấn đề đặt ra là mình thiếu năng động, thiếu sức sống. Vậy thì giải pháp cho nó là gì? Mình cần phải rõ ràng hơn về cái giải pháp, chứ không phải chỉ đơn thuần là bản thân mình là phụ nữ sau 40 tuổi không thấy tươi trẻ nữa, may mắn mình luôn chăm sóc sức khỏe bằng cách tập yoga, chạy bộ, quan trọng hết là ăn uống hợp lý, bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng, thì những cái này nó cũng có thể được xem là giải pháp đi, nhưng nó chưa được chia sẻ rõ với những cách mà mình sẽ làm.
mình sẽ tập yoga như thế nào, tại sao mình lại tập yoga, mình sẽ giải quyết cái vấn đề ăn uống của mình như thế nào. Thật ra tất cả mọi người đều biết là để khỏe thì phải luyện tập, phải chạy bộ, phải ăn uống hợp lý và phải bổ sung dinh dưỡng rồi. Đại đa số tất cả mọi người đều biết những cái việc đó. Nhưng vấn đề của họ là gì? Vấn đề của họ là họ không có duy trì được cái thói quen đó. Họ trì hoãn mà. Vấn đề của họ là gì? Vấn đề của họ là họ không biết ăn uống sao cho nó dinh dưỡng, sao cho nó hợp lý kìa. Phải có những nguyên tắc rõ ràng cho việc đó chứ, đúng không? Vấn đề của họ là họ biết tập yoga hay là chạy bộ là quan trọng rồi. Nhưng mà tập sao rồi chạy bộ sao? Bắt đầu nó như thế nào? Làm sao để bắt đầu hiệu quả chứ? Thì nó cần phải rõ ràng ra thêm thì cái nội dung của mình mới thật sự là nó useful, nó hữu ích, nó lôi cuốn cho người khác, đúng không các anh chị? Ok, vậy có dài quá không? No, vấn đề ở đây không phải là dài hay là ngắn, vấn đề ở đây là thật ra nha, là nếu như mình nói một vấn đề duy nhất, mình có thể nói rất là dài, mình có thể nói hai ba bài viết dài nói liền nhau mấy cả chục ngàn từ luôn cũng được, đúng không? Nếu mà chị nói một vấn đề duy nhất, nếu mà chị nói chị chia sẻ nha, thì nó có thể là cả chục ngàn chữ luôn cũng được nếu muốn. Tuy nhiên là cái quan trọng nó không phải là dài hay ngắn, cái quan trọng là đọc vào đó nó có giúp cho người ta nhìn nhận và có một cái phương pháp giải quyết vấn đề nào rõ ràng hơn không, chứ không phải là chỉ liệt kê những cái điều mà ai cũng biết, đúng không các anh chị? Quay lại câu nói đó của em, đó là tất cả mọi người đều quan tâm tới lợi ích của họ nhiều hơn. Bây giờ nếu một người quan tâm tới lợi ích của họ, các anh chị nghĩ nè, ok, tôi biết bây giờ em sẽ đọc lại cái đoạn văn đó theo cái cách đúng luôn. Ok, tôi biết là các anh chị em tuổi 40 thì mình sẽ luôn mệt mỏi, thiếu sức sống, thiếu sức khỏe lắm, đúng không? Rồi, ok, mình phải tập thể dục nhiều lên, tập yoga đi, chạy bộ giống như tôi nè, rồi ăn uống hợp lý. Tôi thì tôi chọn Nutrilite, tuyệt vời đúng không các anh chị? Đó là toàn bộ nội dung đó. Đó là toàn bộ nội dung đó. Thì cái nội dung này có thật sự useful không? Có thật sự giải quyết vấn đề cho người khác không? Thì câu trả lời của em là không. Câu trả lời của em là không. Bởi vì mọi người đều biết một cái điều, mọi người đều hiểu được rằng là họ mệt mỏi, họ thiếu sức sống, thì họ nên làm một cái điều gì đó như là tập yoga, luyện tập thể dục này nọ, thứ ăn uống thì chắc là khỏe hơn. Đó, họ biết cái điều đó rồi. Cho nên cái đó không phải là vấn đề nữa. Vấn đề của họ là họ thiếu cái năng lượng, họ thiếu cái thói quen, họ không biết làm ra cái luyện tập như thế nào, họ không biết rất nhiều điều. Thầy phải đánh sâu vào cái việc giải quyết vấn đề đó, chứ không phải đưa ra những lời khuyên sáo rỗng là à, bạn thiếu sức khỏe thì bạn luyện tập đi, bạn tập thể dục đi, y chang vậy đó. Thì nó rất là sáo rỗng và nó không thực sự hữu ích cho người khác, đúng không các anh chị? Thì các anh chị cũng phải quay lại câu chuyện đó là bản thân của các anh chị đã thực sự tạo cho mình cái thói quen luyện tập yoga như thế nào, mình kỷ luật để mình đi ra cái phòng tập yoga như thế nào, để mình giải quyết được cái vấn đề là mình phải thật sự kỷ luật để bước ra phòng tập yoga, để mình giải quyết được câu chuyện xa hơn là cái sự mệt mỏi, cái sự thiếu tập trung của mình trong cái độ tuổi này. Đấy, thì nó phải rõ ràng và có chiều sâu hơn, chứ không thể nào là chỉ đơn giản là các anh chị kêu người ta là giải quyết vấn đề đó thì tập yoga, ăn uống đơn giản vậy thôi, thì nó không đúng. Cho nên bài toán ở đây nó không hẳn là dài hay ngắn, mà bài toán ở đây là khi bạn đưa ra một cái phương pháp giải quyết vấn đề thì nó phải rõ ràng, nó phải cực kỳ rõ ràng để giúp cho người ta thực sự giải quyết vấn đề của người ta, hoặc là giải quyết vấn đề cho chính bản thân của anh chị, chứ không phải là viết một hai câu mông lung như vậy thì nó không đúng. Tất nhiên cái việc này nó cần mình phải viết nhiều hơn, mình cần phải luyện tập nhiều hơn và mình cần phải học nhiều hơn nha các anh chị, phải học nhiều hơn, đó là quan trọng nhất. Rồi, ok, em sẽ cho các anh chị thấy một cái nội dung dạng viết thật sự là có tính hiệu quả, tuân theo các nguyên tắc của em thì nó sẽ trông như thế nào. Rồi, em sẽ bật cái slide màn hình của em một tí xíu. Ok. Bây giờ em sẽ lấy một vài những cái ví dụ mẫu để cho các anh chị có thể hình dung được cái dạng viết mà nó cần cái sự hiệu quả, thì mình tuân theo các nguyên tắc nó sẽ trông như thế nào và nội dung của mình nó sẽ như thế nào. Và em nhắc lại một lần nữa nha, nội dung dài hay ngắn nó tùy vào nền tảng và nó tùy vào cái cách trình bày của mình và nó tùy vào mục đích của mình nữa.
Không nhất thiết là nội dung ngắn thì mới hiệu quả, và không nhất thiết nội dung dài thì mới hiệu quả. Nó rất tùy vào mặt nền tảng, nhưng đại đa số với những nội dung dài thì chất lượng nó cao hơn và nó sẽ giúp cho các anh chị xây dựng được cái thương hiệu cá nhân nó tốt hơn. Còn với những cái nội dung dạng viết ngắn thì các anh chị sẽ tùy vào nền tảng, ví dụ như là ở trên Twitter hoặc là ở trên Facebook, các anh chị có thể viết nội dung ngắn, nhưng bản thân của nó chỉ mang tính là gây ấn tượng thôi. Và em vẫn khuyên là các anh chị nên tập viết những cái nội dung dài nhiều hơn, bởi vì những cái nội dung dài nó sẽ giúp cho các anh chị trình bày được vấn đề tốt hơn, xây dựng được những nội dung thật sự chất lượng hơn cho cái thương hiệu cá nhân của các anh chị. Đó là lời khuyên để mà các anh chị luyện tập thôi. Thì ở đây em có một cái nội dung mà các anh chị có thể xem để có thể học hỏi nó. Với cái nội dung này, đơn giản đưa ra một cái vấn đề bài toán là 80% thời gian của 10.000 giờ là vô ích. Đây là một câu tiêu đề. Với câu tiêu đề này, thứ nhất là nó rõ ý, và cái thứ hai là nó gây tò mò cho người đọc. Em nhắc lại cho các anh chị một cái hình dung rất đơn giản, rằng là khi mà các anh chị viết nội dung hoặc là khi mà các anh chị làm video, các anh chị làm bất kỳ cái nội dung nào nha, nói thẳng và nói thật ra luôn á, thì cái câu tiêu đề của các anh chị nó sẽ quyết định tới 80% là nội dung của các anh chị nó có hiệu quả hay không, có người xem hay không, có người tương tác hay không, và có người hành động gì với cái nội dung của các anh chị hay không. Nói tóm lại, sự thành công của một cái nội dung 80% được quyết định bởi câu tiêu đề. Nếu như đó là video thì sự thành công của một video được quyết định bởi 5 giây cho đến 60 giây đầu tiên khi mà mình đưa vấn đề ra. Bởi vì á, người xem á, người ta sẽ dựa vào câu tiêu đề hoặc là dựa vào những thời gian đầu khi mà người ta tiếp cận với nội dung để người ta có tò mò hoặc là có quyết định đọc tiếp cái nội dung này hay không. Nếu câu tiêu đề nó không thật sự gây tò mò, nó không chạm vào nỗi đau của người khác, nó không chạm vào cái tính hiếu kỳ của người khác, thì người ta sẽ không đọc tiếp nội dung của mình, và đây là sự thật mình phải chấp nhận. Cho nên là lúc nãy em đọc một số nội dung bài viết của các anh chị, em thấy một số anh chị chỉ ghi là chào cả nhà, hello các anh chị U40, xin chào tôi là ABCXYZ, hello xin chào mọi người tôi là ABCXYZ. Tất cả những cái đó đều không cần thiết nha các anh chị, đều không cần thiết, mà các anh chị nên bắt đầu nội dung với một cái câu tiêu đề gây tò mò về cái vấn đề mà các anh chị muốn đặt tới. Ví dụ lúc nãy chị Huỳnh Như Như Nguyễn chỉ đặt một câu tiêu đề là 35 tuổi khủng hoảng tuổi trung niên chấm hỏi. Ok, đó là một cái câu tiêu đề tương đối ngắn gọn nhưng nó gây tò mò để người ta có thể đọc tiếp, vì có thể nó chạm đến cái nỗi đau của người ta đang khó chịu trong tuổi trung niên, người ta đang cảm thấy một cuộc sống nó chưa có được enjoy, chưa có được tận hưởng tuổi trung niên. Người ta đọc câu tiêu đề đó, người ta tò mò để người ta muốn đọc tiếp, vì người ta cảm nhận là có thể là nó đang nhắc đến người ta, có thể đang nhắc đến người ta. Và bản thân các chị, khi mà các chị viết cho bản thân mình á, các chị cũng không cần phải chào bản thân mình mà hãy đưa ra một cái câu tiêu đề khiến cho bản thân mình tò mò muốn đọc tiếp, thì nó sẽ hiệu quả. Ok, với câu tiêu đề này, 80% thời gian của 10.000 giờ là vô ích. Ok, bắt đầu đọc tiếp. Trong thời gian này tôi đọc từ sách đầu tư kinh tế, xác suất thống kê, tâm lý học và tư duy đều có chung một điểm là đường dài mới biết ngựa hay, có công mài sắt có ngày nên kim. Và trong cuốn The Last War, sorry, và trong cuốn Swan, Thiên Nga Đen có kể về một câu chuyện về 20 năm đầu tư của một người đàn ông, thì chỉ có 4 năm là có lãi và chỉ có 1 năm là chốt lời, đến mức cả đời ông ta không phải lo lắng gì về tiền bạc cả. Và trong Thinking Best đề cập đến sự nghiệp của một poker chuyên nghiệp nhiều lần vô địch đã kiếm hàng triệu đô, số ván bạc ra cược có tỷ lệ thắng từ 2/10, anh ta đã chơi hàng nghìn ván. Như vậy số ván thắng của anh ta chỉ chiếm một phần nhỏ so với số ván anh ta có thể thắng. Và trong rất nhiều những cuốn sách khác, bạn này đang liệt kê những cái dẫn chứng, những cái điều mà bạn ấy đã làm, những cuốn sách mà bạn ấy đã đọc, để đưa ra một cái luận điểm rất đơn giản rằng là trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều nói đến việc là đường dài mới biết ngựa hay. Đó, thì đây là một cái phần dẫn nhập đối với em là nó chân thực và nó có chiều sâu cá nhân. Bạn đưa ra những cái ví dụ rất rõ ràng là nếu như bạn là một cái content creator và bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng, thì 100 ngày hay là 1 năm là không đủ để nói lên điều gì cả. Hãy đặt ra một con số phù hợp với thực tiễn hơn là từ 2 đến 3 năm. Và chúng ta cần phải có một cái chiến lược lâu dài và bền bỉ, sự kiên nhẫn, sự nhất quán lâu dài và bền bỉ là quan trọng nhất. Và đây là cái phần dẫn nhập đầu tiên để mình thấy được rằng là ok, trong tất cả những cuốn sách hoặc là trong tất cả những cái sự nghiên cứu gần đây, thì cái sự lâu dài, cái sự bền bỉ là cái kim chỉ nam quan trọng cho cái việc là đạt được kết quả trong bất kỳ một cái lĩnh vực gì. Và bạn ấy đưa ra những cuốn sách hoặc là những cái nghiên cứu hoặc là những cái mà bạn ấy đã đọc được để dẫn nhập cho cái điều mà bạn ấy muốn chia sẻ.
Rồi, thứ hai, qua tới bên đây thì thứ hai là phần lớn thời gian bạn trải qua trong quá trình mình chọn số ngày tích cực và vui vẻ luôn ít hơn những cái số ngày khó chịu và không thoải mái rất nhiều. Bạn thấy sao khi mỗi ngày thức dậy cổ phiếu mình mua lại giảm giá, content của mình bị content của mình của bạn bị flop, và điều này sẽ không phải là diễn ra trong 1 hay là 2 ngày. Thứ ba là tính nhất quán kiên trì với các nguyên tắc của mình cho dù nó chưa có thành quả. Ví dụ khi lựa chọn hình thức đầu tư đầu cơ, bạn phải có sự nhất quán và kiên trì của mình. Việc xây dựng nội dung trên mạng xã hội cũng vậy, nếu bạn liên tục thay đổi, bạn càng mất tiền trong đầu tư, và thuật toán sẽ không hiểu được phải phân loại nội dung của bạn đến tệp người dùng nào. Thời gian, quá trình, sự bền bỉ và tính nhất quán trong tư duy đầu tư và kỹ năng trong những cuốn sách tôi đọc được cũng chính là khái niệm 10.000 giờ để trở thành ngôi sao trong trong một cái lĩnh vực nào đó. Và những gì dưới đây là sự thật về 10.000 giờ tinh thông. Trong 10.000 giờ đó thì chỉ có 80% những gì bạn làm thì sorry chỉ có thì đó đến 80% những gì bạn làm là vô ích và vô hình. Chỉ có mình bạn với những gì bạn làm. Lúc đó bạn hiểu được tại sao có vô số người từ bỏ đến vậy. Trong 10.000 giờ tôi luyện đó, bạn sẽ luôn cô độc, luôn học hỏi và làm trong khi người khác đang chơi và ngủ. Trong 10.000 giờ đó bạn tìm kiếm và chắt chiu những cơ hội dù nhỏ nhất để cải thiện kỹ năng của mình, thay vì một hai lần may mắn tỏa sáng rồi lại vụt tắt. Và trong thời gian và quá trình bạn sẽ chứng minh được điều ai cũng phải chứng minh: bạn là số than số nhiều, bạn là thành công hay an phận, bạn là chủ số phận hay số phận của chủ bạn nhân. Ok, có thể đây là với cái ngôn từ của bạn này nha, thì đây là những cái ngôn từ mà do bạn này là người viết rất là nhiều cho nên bạn có những cái ngôn từ nó sắc bén, bạn có những ngôn từ nó sắc bén, nhưng chuyện đó không quan trọng, chuyện đó không quan trọng nha các anh chị. Bản thân giúp như em đó, như lúc nãy em nói với các anh chị là các anh chị hoàn toàn có thể có những cái ngôn từ đơn giản hơn, hoàn toàn có thể những cách trình bày đơn giản hơn, nhưng các anh chị phải đưa ra được những cái giải pháp phù hợp hoặc là những cái tư duy phù hợp cho người đọc. Đây là chuyện quan trọng mà khi mà các anh chị viết để đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho cái bài viết của các anh chị. Được không ạ? Được không ạ? Thì đây là những cái nội dung mà các anh chị có thể xem ví dụ về việc là mình phải đặt một cái câu tiêu đề, nó phải gây tò mò, mình phải dẫn nhập nội dung theo cái trải nghiệm bản thân mình. Các anh chị đọc sách, các anh chị đã làm gì, các anh chị đã trải nghiệm như thế nào. Ví dụ các anh chị đã cố gắng rất nhiều để tập yoga, các anh chị đã cố gắng chạy lúc 7 giờ sáng để tập yoga và cố gắng kiên trì với việc đó. Đó là những việc mà các anh chị đã làm. Rồi sau đó từ cái việc mà các anh chị kiên trì, các anh chị đọc hoặc là các anh chị thực hành điều gì đó thì các anh chị mới đưa ra những cái giải pháp hay là những quan điểm hay là những góc nhìn của mình. Thì đó luôn luôn là một cái flow, một cái dòng chảy nội dung mà phù hợp nhất. Y chang như vậy thôi. Bạn này đưa ra một cái câu tiêu đề và bạn này nói rằng là ok, tôi đọc rất là nhiều sách và tôi nhận thấy rằng trong tất cả những cuốn sách này nó đều dẫn đến một cái việc là ok, đường dài mới biết ngựa hay, có công mà sắt ngày nên kim. Và bạn đưa ra những cái dẫn chứng, những cái trải nghiệm của bạn đó để cho mình hiểu được rằng là mình cần phải cố gắng và kiên trì và đặt ra một cái khoảng thời gian không chỉ là 1 2 tháng mà mình phải đặt một cái chiến lược dài hạn hơn và kiên trì với việc mình làm, phải nhất quán với cái việc mình làm. Giống như là việc làm nội dung cũng vậy, khi mà các anh chị đã lựa chọn một cái nội dung, một cái chiến lược nội dung cho mình, một cái cách kể chuyện riêng của mình thì phải kiên trì nhất quán với việc đó, liên tục lặp đi lặp lại, đều đặn hàng ngày hàng ngày hàng ngày thì nó mới có kết quả tốt được. Trong đầu tư cũng vậy, trong làm nội dung cũng vậy, và trong bất kỳ điều gì cũng như vậy, phải có cái sự kiên trì và nhất quán với những việc mình làm thì nó mới tạo được kết quả. Thì nội dung của bạn này nó là như vậy thôi, tuy nhiên nó có dẫn nhập, nó có đặt ra câu tiêu đề, nó có trình bày nội dung một cách mạch lạc và có những cái kết luận để người xem có thể suy ngẫm. Ví dụ bạn này kết luận là với thời gian và quá trình bạn sẽ chứng minh được điều ai cũng phải chứng minh: bạn là số ít hay số nhiều, bạn là thành công hay là an phận, bạn làm chủ số phận hay số phận làm chủ bạn. Không nhất thiết là các anh chị phải viết giống như bạn này, nhưng các anh chị có thể có những cái kết luận riêng của mình, và quan trọng là phải có kết luận để cho người xem hoặc là người đọc của các anh chị ấy, người ta hiểu được là cái mục đích, cái mong muốn hoặc là cái ý của các anh chị nó là gì, các anh chị muốn khuyên người khác về điều gì một cách rõ ràng. Thì cái nội dung như vậy nó mới tạo ra cái hiệu quả cho các anh chị được. Và nhớ là chúng ta có 5 nguyên tắc làm nội dung như lúc đầu em có chia sẻ với các anh chị rồi. Phải biết là chúng ta viết nội dung cho ai, nếu mà không biết viết cho ai thì viết cho bản thân mình. Phải biết được vấn đề mà mình muốn viết là vấn đề gì, nếu mà không biết viết vấn đề gì hãy viết về vấn đề của mình. Hãy biết là chúng ta viết với một cái giải pháp cụ thể, nếu không biết giải pháp là gì hãy chia sẻ cách mình đã làm để giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, đúng không các anh chị? Phải viết một cách chân thật, có cái ngôn từ riêng của các anh chị, như là cách mà các anh chị đang nói chuyện, đang chia sẻ với người khác, và hãy viết với một cái sự mạch lạc nhất quán. Thì cái nội dung viết của các anh chị khi mà luyện tập với những cái nguyên tắc này và tuân thủ theo cái nguyên tắc, và các anh chị nhớ nhé, là giống như trang cái bài viết này em cho các anh chị xem cũng là một cái mục đích của em rất rõ ràng,
cho cái việc là dù là các anh chị viết, các anh chị làm nội dung hay các anh chị đang là trong cái công việc kinh doanh Amway ấy, thì cái sự kiên trì nhất quán và đều đặn của các anh chị là quan trọng nhất. Viết nó cần phải trở thành cái thói quen. Nếu mà các anh chị viết hàng ngày, đặt cho mình cái khoảng thời gian viết hàng ngày có thể là 30 phút mỗi ngày thôi, để mà các anh chị viết, viết đại cũng được, viết kẹt cũng được, viết chưa đúng cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu như mỗi ngày các chị dành 30 phút để tập cái thói quen viết cho bản thân mình, để chia sẻ những cái nội dung viết giá trị các anh chị lên trên mạng xã hội theo cách chân thật nhất, thì cái kết quả nó mới đến được, chứ không phải là các anh chị chỉ làm một việc một ngày một bữa xong các anh chị thay đổi, các anh chị không có sự nhất quán, các anh chị không có sự đều đặn và kiên trì, thì cho dù là kinh doanh, là sáng tạo nội dung, là viết hay tạo ra một cái kết quả từ cái thương hiệu cá nhân của các anh chị ấy, nó cũng sẽ là con số không tròn chỉnh. Đó là sự thật phải chấp nhận nếu như mình không có được cái sự kiên trì và nhất quán. Đây là bài toán được đặt ra một cách rõ ràng nha các anh chị. Viết nó cũng là như vậy, chỉ cần tuân thủ theo nguyên tắc, bám năm nguyên tắc này và luyện tập nó thường xuyên, thì cái kỹ năng viết hoặc là cái kỹ năng giao tiếp thông qua cái ngôn từ hoặc là cái con chữ của các anh chị nó mới được hình thành và nó xây dựng cho các anh chị tư duy đúng, chứ không phải là đi học viết bằng một cách là có một cái nhóm công thức xong rồi viết trong cái bài hay là được. Không có, chuyện đó nó sẽ không có xảy ra đâu các anh chị, em chắc chắn với các anh chị luôn. Trong cuộc chơi này nó chỉ có tuân thủ nguyên tắc và xây dựng cho mình cái thói quen, cái trạng thái viết đều đặn, đó là chìa khóa nha các anh chị, đó là chìa khóa. Nghe có vẻ như nó đơn giản, nghe có vẻ như nó đơn giản, nhưng nó là một cái chìa khóa quan trọng để tạo ra kết quả. Em hy vọng rằng là các anh chị sẽ hiểu điều mà em nói một cách sâu sắc nhất và một cách dám dấn thân để thực hành viết mỗi ngày. Đây là nền tảng quan trọng nha các anh chị. Rồi, ngoài ra thì em cũng hiểu được rằng là khi mà các anh chị viết, các anh chị sẽ cần những ý tưởng nội dung đúng không? Các anh chị sẽ cần những thể loại nội dung cụ thể, định dạng để các anh chị đăng bài. Rồi cái nội dung này á, các anh chị sẽ đăng bài lên đâu, làm với định dạng như thế nào, tần suất ra làm sao đúng không các anh chị? Thì ở đây em có làm ra sẵn cho các anh chị để các anh chị thực hành luôn. Các anh chị có muốn nhận cái template có đầy đủ rất nhiều ý tưởng nội dung phù hợp với công việc kinh doanh của các anh chị và có các thể loại nội dung khác nhau để cho các anh chị có thể thực hành nó và cũng như là nó cực kỳ phù hợp cho việc phát triển công việc kinh doanh, có định dạng đăng tải cho các anh chị và có tần suất hợp lý luôn. Các anh chị có muốn nhận cái này không thì các anh chị có thể comment cho em biết. Ok, em sẵn sàng gửi cái này cho các anh chị, bởi vì năm nay trong cái kho thư viện này em đã cập nhật, em đã cập nhật rất nhiều những ý tưởng nội dung mới, tối ưu cải thiện nó lại rất là nhiều cho các anh chị luôn. Tuy nhiên em muốn là các anh chị có thể cho em thêm một cái cam kết, hai cái cam kết, hai cái cam kết, bởi vì cái này em dành rất nhiều tâm huyết cho nó và em nghĩ rằng là nó có thể tạo ra cái hiệu quả cho các anh chị. Khoan hãy nói đến việc là khi bên đây là gì, nhưng mà em muốn các anh chị cam kết trước đã. Cái câu hỏi bỏ qua, cái cam kết đầu tiên đó là các anh chị thật sự có thể sử dụng cái kho thư viện này để luyện tập làm nội dung mỗi ngày. Nếu các anh chị đồng ý với cam kết này cho em một số 1 được không ạ? Tại vì cho dù em có gửi cái này mà các anh chị không dùng nó, các anh chị không luyện tập làm nội dung thì cái này nó trở thành vô nghĩa. Đúng không các anh chị? Nó sẽ trở thành thứ vô nghĩa, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó chẳng tạo ra bất kỳ kết quả gì cả. Đúng không các anh chị? Cho dù em có đưa cho các anh chị một đống ý tưởng nội dung, cho dù em có đưa cho các anh chị một cái template đầy đủ hết tất cả những thứ mà các anh chị cần, nhưng các anh chị không làm. Các anh chị không có luyện tập cái thói quen viết nội dung cho mình. Các anh chị không tạo ra một cái routine, một cái thói quen, một cái quy trình để cho đúng cái giờ đó các anh chị sẽ dành thời gian 30, 40 phút, 1 giờ đồng hồ để các anh chị tập cái việc viết nội dung và các anh chị không thấy được cái giá trị của việc là mình làm nội dung thì ảnh hưởng kết quả kinh doanh của mình như thế nào, thì cái việc này em cho các anh chị là vô nghĩa. Cho nên là nếu được các anh chị hãy cho em số 1 để thể hiện sự cam kết của các anh chị trong việc là các anh chị sẽ dùng nó. Rồi, cái thứ hai là đây không phải là buổi cuối cùng. Đây không phải là buổi cuối cùng cho cái chương trình cà phê 8. Chúng ta vẫn còn hai buổi rất là quan trọng. Với một buổi là hướng dẫn cho các anh chị có thể làm nội dung với định dạng video và một buổi cực kỳ quan trọng nữa là em chia sẻ cho các anh chị một cái hệ thống chi tiết
để giúp cho các anh chị tìm kiếm được khách hàng tiềm năng, hay chính xác là thu hút được khách hàng tiềm năng, những người quan tâm đến giá trị của các anh chị, những người quan tâm đến cơ hội kinh doanh của các anh chị một cách tự động và dễ dàng để có khách hàng tiềm năng rất là nhiều. Và em muốn các anh chị cam kết là chúng ta sẽ xuất hiện trong buổi số 3 và buổi số 4 để hoàn thành chương trình Cà Phê 8, để cùng chia sẻ với em trong cái chương trình này và có thêm cái cơ hội để tham gia trong buổi thực hành. Nếu được thì hãy cho em một chữ ok. Bởi vì chúng ta sẽ còn một tháng thực hành cùng với nhau. Trong tháng thực hành đó thì em sẽ giúp cho các anh chị bắt đầu xây lại cái profile Facebook của mình một cách tối ưu này. Em sẽ giúp cho các anh chị xây dựng được cái hệ thống thu hút khách hàng tiềm năng, để cho các anh chị sẽ có ít nhất từ 3 cái cuộc gặp gỡ trở lên để có nhiều cơ hội hơn cho cái việc là tiếp cận khách hàng tiềm năng, trao cho cơ hội kinh doanh hoặc bán hàng, mà các anh chị không phải gồng mình lên để bật một cái danh bạ điện thoại rồi gọi điện cho những người quen nữa. Em biết cách làm như vậy, em biết làm sao để có được khách hàng tiềm năng mà không phải bật điện thoại lên để gọi điện cho những người quen và nói những thứ mà không có nhu cầu nghe. Em biết cách làm cụ thể và em đã làm được chuyện đó. Em tạo ra lợi nhuận, doanh thu bền vững từ chuyện đó luôn. Và em chuyển giao nó lại cho các anh chị, và em muốn các anh chị cam kết là chúng ta sẽ xuất hiện trong buổi 3, buổi 4 và tham gia vào trong chương trình thực hành. Thì tất nhiên khi mà cam kết như vậy thì cái thư viện nội dung chi tiết này sẽ được gửi lại cho các anh chị sau khi mà các anh chị đã tham gia xong buổi 3 và buổi 4. Các anh chị có đồng ý không ạ? Đúng không? Bây giờ em gửi cho anh chị ngay lập tức thì cũng không để làm gì, mình cần phải thực hành. Tham gia buổi 3 và buổi 4 xong, toàn bộ những cái thư viện này, template này cực kỳ đầy đủ, sẽ guide cho các anh chị rất là chi tiết. Ở đây có những cái thể loại nội dung mà em đã đưa ra, ví dụ như nội dung truyền cảm hứng, nội dung kết nối với đối tượng khách hàng tiềm năng của mình, nội dung Q&A là nội dung đặt ra những cái câu hỏi để mời cái lượng comment, cái lượng bình luận và sự kết nối, nội dung education giáo dục để chia sẻ những giá trị hữu ích, nội dung tạo ra những cái chuyển đổi, và nội dung evergreen là những cái nội dung mà có thể tồn tại một cách lâu dài trên các kênh truyền thông của các anh chị. Thì cụ thể với những định dạng như thế nào, bài viết hay video, là hình ảnh đăng tải ở đâu, tần suất nó như thế nào, nó được đều được trình bày trong cái thư viện nội dung, và đây chính là cái đường link để truy cập vào trong thư viện nội dung. Và em sẽ để dành cái đường link này sau khi mà các anh chị đã cam kết tham gia đủ 2 buổi còn lại của chương trình Cà Phê 8, và tiếp theo nữa là các anh chị cam kết là chúng ta sẽ thực hành cái việc luyện tập cái thói quen làm nội dung để phát triển thương hiệu cá nhân của các anh chị. Bởi vì thương hiệu cá nhân là tài sản của các anh chị. Các anh chị có thể comment một đoạn giúp em là thương hiệu cá nhân là tài sản của các anh chị, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Phần khoe thư viện của em tương đối là đã xong, các anh chị đã cam kết rồi nha, nhớ là thực hiện lời hứa nha. Em cũng sẽ thực hiện lời hứa là gửi lại cho các anh chị, nhưng các anh chị phải đúng cam kết. Ok, rồi, viết là nền tảng của mọi loại nội dung, vậy làm thế nào để các anh chị có thể chuyển hóa nhiều định dạng và bắt theo cái xu hướng nội dung kiểu mới? Thì ở đây em sẽ cho các anh chị xem cái này. Đây là ví dụ thực tế mà em đã làm cho các anh chị. Em làm nội dung trên đa nền tảng, nhưng mà em sản xuất nội dung một lần và em có thể sử dụng nội dung của em với nhiều cách khác nhau và tạo được cái kết quả về mặt tương tác, thậm chí là về mặt thu hút khách hàng tiềm năng rất hiệu quả luôn các anh chị. Và em sản xuất nội dung một lần nhưng làm nó với nhiều định dạng khác nhau các anh chị, và đây là cách mà em làm. Các anh chị có thể xem Maya Share, đây là cái nội dung dạng viết bình thường, em viết nó lên trên Facebook, em viết nó lên trên Facebook, em đặt ra một cái vấn đề và đưa ra một cái tư duy mới cho người đọc. Đây là một nội dung dạng viết trên Facebook. Sau đó em sẽ có những cái nội dung với những định dạng khác nhau, nhưng mà em sản xuất một lần nha. Ví dụ từ cái nội dung bài viết trên Facebook này nè, em có thể biến nó thành một cái video reel ở trên Instagram như cách em đã làm ở đây, và em có thể biến nó thành một cái dạng ảnh cuộn ở trên Instagram. Ảnh cuộn tức là cái phần mà lướt lướt hình ảnh ở trên Instagram. Không biết là các anh chị có biết cái dạng ảnh cuộn không? Thì ảnh cuộn đó là khi mà các anh chị lên trên cái nội dung đó, các anh chị sẽ lướt hình để đọc được nội dung.
Các anh chị nào biết dạng ảnh cuộn thì các anh chị có thể comment cho em chị biết. Các anh chị nào chưa biết có thể comment cho em chị chưa nha. Rồi, thì ảnh cuộn hay còn được gọi là carousel. Thì các anh chị có thể lên trên Instagram này, thậm chí là trên Facebook lâu lâu cũng có, hoặc là TikTok. Thì các anh chị sẽ thấy cái nội dung mà các anh chị lướt qua phải thì các anh chị sẽ xem được cái nội dung đó. Xem được cái nội dung đó thì cái dạng mà lướt hình ảnh mà trong hình ảnh nó có chữ ấy, thì nó được gọi là dạng ảnh cuộn. Và thường thường dạng ảnh cuộn này á, nó được chuyển thể từ một bài viết. Ví dụ các anh chị viết một bài viết dài, hay gì các anh chị để cái bài viết dài đó lên trên Facebook đúng không, thì các anh chị có thể biến nó thành ảnh cuộn. Các anh chị để nó lên trên Instagram, hoặc là các anh chị để nó lên trên TikTok. Trên TikTok nó cũng sẽ có cái dạng ảnh cuộn, là các anh chị vô đó nó sẽ có bài nhạc, rồi sau các anh chị lướt qua để đọc. Thì cái dạng nội dung ảnh cuộn này đang là một cái dạng nội dung được đề xuất rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok hay là trên Instagram nha các anh chị. Và tại sao lúc đầu em nói là nếu như các anh chị viết tốt, thì bản thân nếu các anh chị viết tốt, các anh chị có thể từ cái nội dung dạng viết đó phân nó ra thành những cái định dạng bài viết kiểu khác nhau luôn, nó tạo ra cái hiệu quả cực kỳ độc đáo. Em lấy ví dụ như em có một cái tấm hình ở đây, thì em có một cái cuốn sổ tay và em viết nội dung vào trong cuốn sổ của em là 8 cách giúp bạn dừng sự trì hoãn nè. Toàn bộ cái nội dung này thật ra em có hai cách làm. Một là em viết cái nội dung này lên trên cái Facebook của em đúng không các anh chị? Hai là em viết nó ra cuốn sổ tay như thế này, xong em chụp cái cuốn sổ tay của em lại, em đăng nó lên trên Instagram, thì em có 620 lượt thích cho cái post này, và nó mang lại cho em rất là nhiều những cái tương tác và follower, và thậm chí là những người em có kêu gọi hành động là nếu như bạn cần khai vốn 1:1 có thể kết nối với em trong cái đường link ở trên bio. Và em có rất nhiều, em thu hút được rất nhiều khách hàng tiềm năng của em để em có thể có cơ hội trò chuyện với họ và offer cho những cái sản phẩm dịch vụ mà em có. Thì đây rõ ràng là một cái nội dung mà em có thể dùng đi rất nhiều lần. Cùng với cái nội dung này nha, em có thể biến nó thành một cái video dài ở trên YouTube, em có thể biến nó thành một cái hình ảnh em chụp lại em đăng lên trên Instagram, em có thể biến nó thành một cái bài viết dài em đăng lên trên Facebook, em có thể biến nó thành một cái bài viết dạng ảnh cuộn để em đăng lên trên Instagram, hoặc là em đăng lên trên TikTok. Em có thể làm được rất nhiều thứ chỉ với nội dung dạng viết. Đây là system, đây là hệ thống đó các anh chị. Và em tạo ra được cái việc là em mỗi một ngày dành 30 phút để làm nội dung, nhưng em có thể sáng tạo nội dung nhiều như cả một team mà 5-6 người cho rất nhiều định dạng khác nhau, và tăng được cái lượng khán giả tiềm năng của em lên rất nhanh đúng không các anh chị? Thế thì các anh chị, nếu như mà các anh chị muốn biến cái nội dung của mình thành một cái dạng ảnh cuộn, thành một cái dạng mà đang rất là tiềm năng khi mà các anh chị đăng lên trên TikTok ấy nha, ví dụ như ảnh cuộn này đây, thì ảnh cuộn là cái dạng này nè đó, đăng lên trên TikTok các anh chị có những tấm hình các anh chị đúng không, xong rồi các anh chị chia sẻ một cái tip nào đó, hoặc là các anh chị chia sẻ một cái câu chuyện nào đó của anh chị, thì cái người xem thay vì người ta coi video thì người ta sẽ lướt ảnh qua để người ta đọc text, người ta đọc chữ, và nó được TikTok phân phối rất là mạnh. Thậm chí các nền tảng khác nó cũng đang tập trung rất nhiều những cái dạng kể chuyện như thế này, kể chuyện bằng hình ảnh có chữ, nó tạo được cái sự tương tác rất là cao. Thì để mà có thể biết cách làm cái nội dung này á, hoặc là chuyển cái nội dung dạng viết của mình sang dạng ảnh cuộn á, thì các anh chị sẽ cần phải sử dụng cái phần mềm edit đúng không? Thì tụi em đã đóng lại, có nghĩa là tụi em đã quay lại một cái video hướng dẫn cực kỳ chi tiết để các anh chị biến một cái đoạn chữ, một cái đoạn văn bản mà các anh chị viết ra trở thành nội dung dạng ảnh cuộn để các anh chị đăng trên tất cả các nền tảng như Instagram hay TikTok luôn. Các anh chị có muốn lấy video hướng dẫn đó hay không? Cho em biết với ạ. Yes or no? Ok, sẽ có thêm một cái video hướng dẫn hoàn toàn miễn phí cho các anh chị nữa. Và đó là câu chuyện cam kết của các anh chị cho cái việc là chúng ta sẽ hoàn thành 2 buổi còn lại. Thì cái tài liệu, cái video hướng dẫn làm nội dung dạng ảnh cuộn một cách chi tiết nhất, từ cái khâu mà edit cái nội dung đó, rồi làm ra cái video đó, đăng tải nó lên như thế nào, tụi em đã quay lại rất chi tiết và sẽ gửi lại cho các anh chị khi mà các anh chị đã tham gia xong 2 cái buổi cuối cùng nhà các anh chị. Đây là cái phần giới thiệu về nội dung dạng cuộn thôi. Tất nhiên nếu mà trong buổi sân này em bật cái slide màn hình lên và em bật cái điện thoại lên để mà hướng dẫn cho các anh chị á, thì nó cũng sẽ hơi bất tiện, tại vì á mà các anh chị sẽ quên, và cái thứ hai nữa nó cũng sẽ hơi khó do sự giới hạn của nền tảng Zoom, cho nên là đã đóng video lại rất chi tiết để hướng dẫn cho các anh chị dạng ảnh cuộn này rồi. Và em sẽ cho các anh chị biết một thông tin rằng là dạng ảnh cuộn như thế này đang là xu hướng nội dung trên tất cả các nền tảng
khả năng đề xuất của nó là rất cao nha các anh chị. Thậm chí là với TikTok hay với Instagram thì dạng ảnh cuộn này đang là xu hướng nội dung và mọi người thật sự là thích đọc bằng những cái hình ảnh có con chữ hơn, thậm chí là còn thích hơn cái việc là xem những cái video nữa. Đó là sự thật nha các anh chị. Tất nhiên những video nào mà làm tốt thì họ cũng thích thôi, nhưng mà cái dạng ảnh cuộn này được cái là nó chân thật, và cái thứ hai nữa là nó dễ làm hơn so với việc là các anh chị quay video và các anh chị thoại ở trong video, đúng không? Thì đó là lý do tại sao mà các anh chị biết được cái kỹ năng làm dạng ảnh cuộn này, nó sẽ tạo ra cái giá trị nội dung cho các anh chị rất là nhiều. Đăng Facebook có được không em? Ảnh cuộn vẫn đăng Facebook được, nhưng mà đối với em thì Facebook nên làm cái bài viết dài với một cái bản duy nhất là hiệu quả. Còn lại ảnh cuộn thật ra nó sẽ phù hợp với TikTok và Instagram nhiều hơn nha các anh chị. Rồi, ok. Còn trình bày cuối cùng của em nó sẽ liên quan đến các lưu ý khi mà các anh chị đăng bài. Thì ở đây em sẽ có một vài những lưu ý, những cái nguyên tắc để cho các anh chị biết được những điều nên làm và những điều nên làm trước khi em kết thúc cái buổi sharing trải nghiệm hay là kinh nghiệm của em về việc viết nội dung. Điều nên làm là thứ nhất, các anh chị luôn viết cách dòng thành từng đoạn văn tối đa là 3 dòng chữ là một dấu cách. Các anh chị thấy khi mà em viết nội dung á, em đều cách dòng nè, các anh chị thấy không? Tầm khoảng 1 dòng hay là 2 dòng hay là 3 dòng chữ thì em sẽ cách. Thì cái việc này sẽ làm cho cái trải nghiệm người đọc á, họ sẽ đọc tốt hơn. Còn nếu mà các anh chị viết một cái đoạn văn mà dính hết với nhau lại á, mà các anh chị không cách dòng á, thì cái trải nghiệm đọc của cái người xem á, nó sẽ tệ hơn. Thì cái trải nghiệm đọc rất là quan trọng, cho nên là nếu mà các anh chị cách dòng sẽ tạo được cái trải nghiệm đọc tốt và người ta sẽ ở lại với bài viết của mình lâu hơn. Rồi, kiểm tra lại một vòng về các lỗi chính tả nha các anh chị. Câu tiêu đề thì nó nên ngắn gọn, dễ hiểu thôi, và không chỉnh sửa bài viết khi mà các anh chị đăng bài post lên trên Facebook hoặc là bất kỳ cái nền tảng khác á, các anh chị không nên chỉnh sửa bài viết nha, nó sẽ bóp tương tác của các anh chị đó. Rồi, không đăng hình ảnh không liên quan đến bài viết nha các anh chị. Nếu như mà các chị viết bài và các anh chị không tìm được hình thì các chị tốt nhất là nên post bài viết không hình thì nó vẫn có tương tác rất là tốt nha các anh chị. Không nhất thiết là phải có hình. Một bài post các anh chị không hình nó vẫn có tương tác rất là tốt. Còn nếu mà đã đăng hình thì cái hình của các anh chị á, nó phải liên quan đến bài viết và nó phải gây cái sự tò mò cho người khác thì mới được. Rồi, điều không nên làm là không sử dụng quá nhiều icon trong cái bài viết của các anh chị nè. Một đống icon nó sẽ tạo ra cái cảm giác, một cái cảm giác là nó không chuyên nghiệp và không thân thiện, và thậm chí nó còn dễ bị bóp tương tác. Hạn chế mình chèn cái link bài viết vào nếu không thật sự cần thiết, vì chèn link vào Facebook nó sẽ bóp tương tác mình nha các anh chị. Và không cần quá quan trọng vào giờ đăng bài đâu. Tuy nhiên là nếu mà được nha, tạo một cái thói quen đăng bài vào những khung giờ này. Thứ nhất là từ 9 giờ tới 11 giờ. Thứ hai là từ 14 giờ tới 16 giờ. Thứ ba là 19 giờ đến 21 giờ. Khung nào cũng được, nhưng nếu đã chọn một khung thì các anh chị vui lòng giúp em là đăng một cách nhất quán. Ví dụ các anh chị đã tạo ra một cái trang Facebook cá nhân và các anh chị sẽ tạo ra một cái thói quen, các anh chị sẽ viết bài và đăng bài vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày hoặc là 9 giờ sáng mỗi ngày, thì cái việc đăng bài đó các anh chị duy trì nó đúng giờ và nhất quán là được. Các anh chị nhớ nha, chìa khóa của cái sự chiến thắng trong trò chơi này, trò chơi thương hiệu cá nhân, trò chơi sáng tạo nội dung, đó là sự nhất quán. Nhất quán có nghĩa là các anh chị khi đã lựa chọn khung giờ vui lòng hàng ngày đăng đúng khung giờ đó. Nhất quán có nghĩa là các anh chị khi đã lựa chọn một cái nội dung, một cái chiến lược nội dung, một cái ngách nội dung cho mình để mình viết thì các anh chị vui lòng nhất quán cái việc đó. Nhất quán liên tục lặp lại đều đặn là quan trọng nhất các anh chị. Rồi, đây cũng là một số những nội dung mà các anh chị không nên làm quá nhiều link này, các anh chị thấy không? Quá nhiều link rồi, những cái nội dung mà nó mang tính chất quảng cáo, những nội dung mà tính chất quảng cáo ví dụ như là tính năng sản phẩm đó các anh chị. Ở đây không biết có anh chị nào khi mà các anh chị làm cái trang thương hiệu cá nhân của các anh chị ở trên Facebook đó, là các anh chị mới bắt đầu kinh doanh Amway á, xong rồi các anh chị trên cái Facebook của các anh chị là một đống những cái nội dung mà quảng cáo về sản phẩm, lợi ích của sản phẩm, tính năng của sản phẩm, lúc nào cũng thấy các anh chị đăng nội dung về sản phẩm này sản phẩm kia, đăng đóng nội dung quảng cáo lên đó. Thì các anh chị á, có nhiều anh chị nào bị như vậy không thì các anh chị giúp cho em số 1, và các anh chị nào không bị cho em số 2. Ok, các anh chị nào comment số 1 á, các anh chị nào bình luận số 1 á, các anh chị giúp cho em cái trang Facebook cá nhân của các anh chị á, nó đại diện cho thương hiệu cá nhân và giá trị của các anh chị, chứ cái trang Facebook cá nhân của các anh chị không phải là cái trang quảng cáo. Hai cái đó là hai cái khác nhau, không phải là trang quảng cáo, và không phải là khi mà các anh chị làm ra một cái Facebook cá nhân, các anh chị đăng sản phẩm lên quảng cáo về nó thì các anh chị sẽ bán được hàng. Đó là cái tư duy hoàn toàn không phù hợp với thời đại nha các anh chị. Đó là tư duy hoàn toàn không phù hợp với thời đại. Tất nhiên với fanpage của OTG hay là fanpage của Amway Việt Nam, đó là fanpage của thương hiệu, fanpage của doanh nghiệp,
thì với một thương hiệu hay một doanh nghiệp thì họ sẽ đăng những cái nội dung về sản phẩm, về câu chuyện của họ, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng các anh chị đang là nhà phân phối, các anh chị là đối tác, chứ các anh chị không phải là người quảng cáo. Facebook không phải dành cho cái việc, Facebook cá nhân không dành cho việc quảng cáo. Facebook cá nhân là tạo ra những cái nội dung có giá trị và dẫn người ta về cái việc là kết nối với các anh chị thông qua việc người ta inbox để các anh chị tư vấn giải pháp, hoặc là người ta đặt một cái cuộc gọi, một cuộc gặp gỡ với các anh chị để tư vấn giải pháp. Cho nên Facebook cá nhân của các anh chị vui lòng hãy tập trung tạo ra những nội dung có giá trị chứ không phải là những nội dung quảng cáo. Đôi lúc các anh chị có thể chia sẻ về trải nghiệm sử dụng sản phẩm của các anh chị, nhưng cái đó không phải là quảng cáo, đó là trải nghiệm cá nhân như một người tiêu dùng. Đúng rồi các anh chị. Video TikTok khi đăng lên Face có ảnh hưởng gì không Maya? Video TikTok đăng lên Face thì nó share link làm ra cái video để đăng lên nhiều nền tảng thì ok, chứ không phải là share cái link TikTok lên trên Facebook nha. Nhưng mà cái chuyện đó nó không quan trọng đâu anh, cái quan trọng đó là nội dung, được không ạ? Quan trọng là nội dung, mấy cái việc đó là mấy cái việc thứ yếu rồi. Ok, đó là những cái nguyên tắc mà các anh chị cần nắm. Còn bây giờ thì em đã tương đối là hoàn thành xong những cái nội dung của em cho cái buổi dẫn nhập và câu chuyện là kỹ năng viết nội dung của anh chị. Hy vọng là một cái buổi này nó mang tính chia sẻ nhiều cảm hứng cho các anh chị và tạo ra những cái điều hữu ích cho các anh chị về sau. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.